Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các bác mua dưới 200 thì vui lòng cộng thêm cho em là 30.000 để ship giúp cho em nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đơn hàng từ dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 tiền ship, còn trên 200 thì bên em sẽ bao ship, thì các bác cứ xem cân nhắc mua đủ 200 trở lên là bên em sẽ bao ship nhá. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái con dao gọt hàng của Đức nhá. Dao gọt hàng của Đức này. Con này thì tổng chiều dài của dao nó vào khoảng là 25 cm. Khá là vừa xinh luôn, khá là vừa xinh để các bác có thể dùng để mình gọt hoặc là thái cũng đều được nhá. Đấy. Các bác dùng để gọt hoa quả hoặc thái cũng được. Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy. Hàng thì phải nói là bén khủng khiếp luôn nhá, rất là bén luôn các bạn này. Đó. Dao thì rất là bén luôn. Đó, dao của nó thì siêu bén rồi. Bén rất là sắc nhá. Đấy. Và cái đường cắt này của nó rất là mịn màng các bạn này, đường cắt rất là mịn màng như này. Đó, và chiều dài khoảng 25 cm. Hàng made in Germany các bạn này. Đó, hàng của Đức đây, made in Germany. Lên cho em là dao gọt Đức nhá. Dao gọt Đức giá thì chỉ có cho các bác là 80k. 80 70 nhỉ. Lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Dao gọt Đức giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho con dao gọt Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi đồng tăng áp nhá. Đấy, thì nó sẽ là một cái đầu vòi như này và bao gồm cho các bác là ba cái cút nối nhá. Một đầu vòi, ba cút nối. Thì về nhà các bác có thể nối các loại dây vào đây này. Đấy, sau đó thì cho vào là mình sử dụng thôi. Đấy, các bác dùng để tưới cây, xịt rửa xe đều ok hết nhá. Đây. Đấy thì các cái hướng dẫn kết nối của nó này. Đấy. Cái đầu gen xoáy này các bác xoáy vào cái đầu vòi nước này và đầu này thì kết nối với các cái loại dây nhá. Và nó sẽ ra tia như này các bác này. Thì các bác dùng để rửa xe, tưới cây đều được hết nhá. Đấy, cả một cái bộ combo như này. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho cái bộ vòi đồng tăng áp như này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là combo cả vòi, cả đầu vòi, cả tay nối, cái thứ đầy đủ cho các bác luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý nhá. Con này của nó thì đầu của nó bằng đồng hết này. Các cái phần kết nối đều bằng đồng hết. Và giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Chỉ có cho các bác là một cái con vòi như này, giá chỉ có 50k thôi nhá. Đấy, 50k. Lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp, lấy tranh cái bút đi. Vòi đồng tăng áp giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy. 50k cho con vòi đồng tăng áp như này. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp nhá. Tăng áp giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc. 50k. Con này thì các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây, cái thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì các bác lên cho em là cân người nhá. Lên luôn là cân người cho nó nhanh. Lên mã giúp cho em là cân người. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật và con này nó sẽ có sẵn pin, kèm pin cho các bác luôn. Có kèm sẵn pin như này các bác này. Đấy, có kèm pin như này và về nhà các bác chỉ việc lắp pin và là sử dụng cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 100k cho con cân người như này thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là cân người. Mặt à 100. Ừ, bao nhiêu? 100.000 nhá, coi nhá. Đó. 100.000 cho cái cân người như này. Đấy, các bác lắp vào cho em là nó sẽ lên chế độ là kg và nó cập nhật nhiệt độ này. Đấy, có cập nhật nhiệt độ cho bác luôn. Miền Bắc bây giờ đang là 21 độ C. Một cái nhiệt độ cực kỳ lý tưởng. Thì các bác cân xong là đi ăn lẩu nướng nhá. Đấy, cân xong thì các bác đi ăn lẩu nướng thì em là ok. Đó, nhiệt độ rất là lý tưởng quá nhá. Đây em sẽ cân thử xem đối thủ hôm nay thì hạng cân là bao nhiêu nhá. Đấy, hạng cân em bây giờ đang là 68,2 kg nhá. Đó, 68,3 kg. Đấy, con này thì nó sẽ nhớ số cho các bác trong vòng là mấy giây. Đấy, nhớ số trong vòng là mấy giây và nó sẽ tự về không nhá. Đấy, tự về không các bác này. Cân là kg và của nó sẽ là 21 độ C này, có báo pin này. Và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Đấy, và nó sẽ cân được tối đa là 180 kg. 180 cân, còn các bác cân thì tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác sử dụng thôi. Con này thì các bác lên mã giúp cho em là cân người nhá. Cân người. Giá thì sẽ là 100.000 cho con cân người nhá thôi. Đấy. Con này thì trước em lên nó là cân sức khỏe nhá. Đấy, các bác lên cho em là cân sức khỏe này. Cân sức khỏe này. Đó, cân sức khỏe để cân người nhá. Đấy, cân người. Giá của nó sẽ là 100k tròn nhá. 100k cho em này thôi. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi chéo này.
túi chéo thì nó sẽ có màu nâu và màu xanh. Đấy, màu nâu và màu xanh như này. Đấy, hai màu, màu nâu, màu xanh. Cái túi này của em thì 100% là da bò tự nhiên. Trước khi mua thì các bác mua một cái máy lửa xịn nhá, mua cái máy lửa xịn. Về nhà các bác có thể test thoải mái luôn, test thoải mái, đốt thoải mái cho em. Khi đốt thì các bác đốt vào cái chỗ nào không có đường chỉ may nhá, không có đường chỉ may, không có đường khóa. Đấy, một ngăn là đằng sau này, một ngăn đằng sau rất là đẹp này. Đấy, đằng trước thì sẽ có là 1 2 và một ngăn to nữa là thành là 3 ngăn này. Đấy, ngăn rộng nhá, ngăn rộng nhá. Cái này khi các bác bỏ đồ vào thì nó rộng ra rất là nhiều nhá. Và giá thì các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo. Giá của nó sẽ là 140.000 cho em túi chéo như này. Chất liệu của nó thì 100% là da bò nhá, 100% là da bò. Có màu xanh và màu nâu nhá, có màu xanh và màu nâu như này. Thì bên em sẽ các bác lấy màu nào thì đọc kỹ màu cho em. Đấy, lưu ý các bác là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác lên mã giúp cho em đó là túi chéo, giá sẽ là 140.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi chéo nhá. Đó. Túi chéo này. Lên cho em là túi chéo, giá sẽ là 140k. Đó. Túi chéo này. Túi chéo, giá của nó sẽ là 140k nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này bao các bác test đốt thoải mái luôn, các bác cứ chuẩn bị máy lửa cho em, đốt thoải mái luôn. Đấy, đây. Đốt thoải mái luôn các bác nhá. Đây. Các bác có thể cào cấu thoải mái luôn nhá, cào cấu đốt thoải mái luôn, không bao giờ lo bị sời sùi, bị xước nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái nồi kho cá này. Đấy. Nồi kho cá hàng của thương hiệu Matika, Matika. Hàng này thì hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác rồi. Đấy, có phiếu bảo hành, bảo tỏi các thứ đàng hoàng. Các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì điện 220V 50Hz nhá. Đấy, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng các bác này. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn đầy đủ cho các bác luôn, về nhà các bác cứ đọc kỹ hướng dẫn đi em. Và sẽ bao gồm cho các bác là một cái nắp kính cường lực như này và một con nồi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Nồi này của nó là nó sẽ là thuộc cái dạng là gọi là nồi nồi gốm nhá, nồi gốm, nồi sứ này, siêu dày luôn. Thì giữ nhiệt rất là tốt nhá, giữ nhiệt rất là tốt, và khi các bác đun ấy thì con này dùng để kho cá thì miễn chê luôn, miễn chê luôn các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi kho cá nhá. Con này thì chuyên để dùng để kho cá. Nó sẽ có số 1, số 2 và số 3 là nhanh. Số 1 là tắt này, số 2 là chậm, số 3 là nhanh và số 4 là tự động này. Ngoài cái tính năng là kho cá thì các bác có thể dùng để mình hầm xương này, hầm xương hoặc là ninh ninh cháo, ninh chiếc cũng đều ok hết nhá. Đấy, nhưng mà chức năng chính của nó sẽ là kho cá này. Đấy, sử dụng điện 220V 50Hz và 235W, dung tích là 2,5 lít nhá. Thông số của nó thì rất rõ ràng luôn, 2,5 lít nhá. Con này các bác dùng để kho cá này, ninh xương này, hoặc là dùng để mình gọi là chế biến thực phẩm cũng rất là ok. Đấy, và giá thì rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá chỉ có cho các bác là con này bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là nồi kho cá nhá. Giá của nó sẽ là 350.000 à. Lên cho em là nồi kho cá nhá, nồi kho cá này. Nồi kho cá giá sẽ là 290k. 290.000 thôi, giá 290.000. Trước đang bán là 350, đợt này về cho bác còn 290.000, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chai xịt inox nhá. Đấy, các bác lên cho em là sơn xịt inox. Cái này thì 80.000 một bình. Các bác dùng chuyên để mình sơn xịt các cái phần mà bị rỉ sét này. Đấy, thì chức năng của nó là chống rỉ cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các cái bề mặt bị rỉ sét, bị ăn mòn thì các bác xịt cho em. Đây các bác này. Đấy, nó sẽ là thuộc cái dạng sơn inox bóng như này. Xịt vào thì nó cực kỳ là bóng luôn và nó bảo vệ bề mặt của thép. Đấy, chống bị ăn mòn, chống bị rỉ sét rất là tốt nhá. Hàng này của nó sẽ là sơn inox 318 nhá, inox 318 sơn phủ. Lên cho em là sơn inox, giá sẽ là 80.000 cho một chai sơn inox như này. Đấy, lên cho em là sơn inox này. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k trên một bình nhá, 80k cho một bình sơn inox như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng dù quân đội Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng dù quân đội Mỹ như này. Đấy. Cái mũ phớt còn không? Mấy cái thì thôi. Thắt lưng dù quân đội Mỹ như này nhá. Đấy, thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, thắt lưng dù. Đấy, thắt lưng dù thì nó sẽ là làm bằng sợi dù, nhiều bác lại còn bảo thắt lưng da. Đấy. Thắt lưng dù thì nó sẽ là làm bằng sợi dù rồi các bác nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng sợi dù như này. Con này thì các bác dùng thì bền đẹp vĩnh cửu luôn, 100, 200 năm, 300 năm cũng chả hỏng các bác nhá. Đó, nó bằng sợi dù này thì chỉ có lấy dao mà cắt ra thôi. Chỉ có lấy dao mà cắt ra thôi chứ không bao giờ hỏng nữa các bác nhá. Đó. Hàng thì của thương hiệu dép của Mỹ. Đấy, tuổi đời của công ty này là 1961 rồi. Đấy, khá là lâu đời, và công ty này thì nó chuyên sản xuất các cái đồ
dành cho quân đội nhé, các cái đồ dành cho quân đội đấy, hàng cực kỳ là bền đẹp chắc chắn, và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó, chỉ có 80k cho một con thắt lưng dù như này thôi, 80.000 một con nhá. Đấy, 80.000 cho một con thắt lưng dù như này, giá rất là hợp lý cho bác luôn. Con này thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng các bác trung niên. Đấy, dùng nó cực kỳ đơn giản dễ dàng nhá, chỉ cần sập vào này cho em. Đấy, lúc nào các bác cần phải đi nhanh thì các bác lại cạo cậy ra như này là xong. Đó, rất là tiện ích thôi. Đấy, lúc nào tháo đuổi các thứ là rất là nhanh các bác. Đấy, giật phát này là xong, tránh bị vấp váp rồi nhiều khi là nhỡ nhàng các bác nhá, nhỡ nhàng là hỏng hết việc. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho một con thắt lưng dù như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng dù nhá, nó làm bằng sợi dù. Đấy, lên cho em đấy, lên mã giúp em là thắt lưng dù nhá, giá của nó sẽ là 80k. Đó, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng dù này, thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Đó, thắt lưng dù này, thắt lưng dù giá của nó sẽ là 80k cho một con thắt lưng dù như này nhá, 80.000. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Các bác lên cho em là đuôi lò xo A này. Đấy, giá thì chỉ có 35.000 cho con đuôi lò xo này thôi. Con này thì hàng nó rất là đơn giản và tiện ích thôi. Đấy, các bác cứ cắm trực tiếp vào điện 220 cho em, xoáy cho em một quả bóng vào đây. Đấy, và có công tắc đóng ngắt này, và cái này có thể ngoắt nghéo để các bác điều chỉnh ở các cái vị trí nào mình cần phải làm việc này. Đấy, hoặc là cắm sơ cua, ví dụ như là cần phải tăng cường ánh sáng hoặc là thế này thế nọ thì các bác sử dụng con này cho em, nó rất là tiện. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 35k thôi. 35k trong cái đuôi lò xo như này, cả đuôi, đấy, cả chân cắm, cả công tắc cho bác nhé, combo như này. Đấy, và có thể ngoắt nghéo đảo chiều như này, các bác có thể cắm lên tường để sử dụng trực tiếp luôn. Đấy, giá rất là tiện và chỉ có 35.000 thôi. Lên mã giúp cho em là đuôi lò xo A nhé, đuôi lò xo này, đuôi lò xo A, giá sẽ là 35 cành một em. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy thì nó sẽ là một con cốc như này. Đấy, hàng thì về theo lô, có lô thì là hàng pin liền, có lô thì hàng pin rời, các bác hết sức thông cảm với em. Đó, lô này thì hàng pin rời và không kèm pin. Về nhà các bác lắp cho em hai cái viên pin vào đây, hai cái viên pin vào đây các bác nhé. Đấy, lắp hai cái viên pin vào cái đít này cho em này. Đó, hai pin con thỏ nhỏ các bác lắp vào đây cho em. Đó, pin con thỏ nhỏ các bác lắp vào đây cho em. Một viên pin thì các bác dùng cả 5 giờ nó mới hết, tại vì mỗi lần khuấy như này các bác chỉ có mấy giây thôi, chỉ có mấy giây thôi là nó đã ok rồi. Đấy, công tắc ngắt ở đây, và đây nó sẽ có một cho các bác một cái hạt nam châm từ trường, bỏ vào là nó sẽ cho vào giữa này và nó sẽ nguấy này. Và bên trong thì bằng inox sáng bóng, bên ngoài thì bằng nhựa đẹp đây. Cốc để các bác pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Các bác dùng cái gì cũng được, nó rất là tiện và nó tự khuấy luôn thì dùng nó rất là tiện ích. Đấy, lên xem là cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k. Đó, cốc tự khuấy giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho mấy em cốc tự khuấy như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop lại tiếp tục về các bác cái găng tay lao động nhá. Thì nó sẽ có là màu xanh, màu đen và màu ghi. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đây nó sẽ là một cái dòng găng tay chuyên để các bác dùng để lao động làm vườn, rồi là làm thợ, làm nghề sửa chữa. Nói chung là rất là ok. Đó, thì các bác đeo vào thì ưu điểm của con này nó sẽ là co giãn 4 chiều, cực kỳ là ôm tay. Và bên trên này thì của nó là cái mặt trong này có cái lớp cao su non bằng chấm bi như này. Thì khi các bác dùng thì nó rất là tiện ích nhá. Đấy, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Dùng thì cực kỳ là mái thoải luôn các bác nhá. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, bên em bán theo combo 5 đôi thì sẽ là 40.000 và giá siêu rẻ cho các bác luôn. Một bịch này 12 đôi giá chỉ có 70.000 thôi. Mua càng nhiều thì giá càng tốt nhá. Mua càng nhiều giá càng tốt cho các bác luôn. Đấy. Hàng thì cực kỳ là ôm tay, tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé, tay mẹ, tay con đều vừa hết nhá. Đó. Thì lên mã giúp cho em đó là găng tay lao động nhá. Găng tay lao động này. Một bịch của nó sẽ là 12 đôi là bằng 70k nhá. 70k, còn mua 5 đôi thì sẽ là 40k. Mua càng nhiều giá càng tốt các bác ơi. Hello, chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng dưới 200 thì các bác lưu ý là cộng thêm cho em 30.000 tiền ship. Đó. Và đơn hàng dưới 1 triệu thì bên em sẽ gửi ship code. Còn trên 1 triệu thì các bác chuyển cọc trước cho em để em soạn đơn cho các bác nhé. Đó, còn nếu mà không thì các bác cứ mua dưới 1 triệu là được. Bên em cũng không có yêu cầu là phải cọc, nhưng mà các bác lấy nhiều thì bắt buộc phải cọc, có vậy thôi. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì siêu chất lượng cho các bác rồi. Đó. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít. Con này thì giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ các bác nhá. Đấy, con này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Và bên shop về thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Đấy. Nguyên cái này sẽ là một cái nắp các con này, sẽ là một cái nắp này. Và nắp sẽ làm cốc luôn. Và đây nó sẽ là cái phần nắp có gioăng để giữ nhiệt này. Và đây nó sẽ là một cái lưới lọc cực kỳ là mịn luôn. Thì để các bác có thể pha trà, pha cà phê hoặc là pha các cái loại
nước uống vào đây. Và trong này của nó thì nó sẽ là dòng inox 304 nhá, su 304. Dòng này của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp hút chân không. Đấy, và giữ nhiệt siêu tốt cho các bác luôn, giữ nhiệt, giữ nóng, giữ lạnh cực kỳ tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, 170.000. Còn riêng cái con màu xanh quân đội này thì giá của nó sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này. Đấy, con màu xanh quân đội này thì giá của nó sẽ là 190.000. Và dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá. Giá sẽ là 190k cho con màu xanh quân đội như này. Đó, thì đây. Qua lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Màu xanh quân đội sẽ là 190.000, còn các màu khác thì sẽ là 170.000. Các màu khác thì sẽ là 170.000. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Đầu tiên nó sẽ là màu đỏ này. Đấy. Màu đỏ này, màu inox này. Màu xanh đậm này. Đấy. Màu xanh đậm và màu xanh quân đội nhá, màu xanh đậm và màu xanh quân đội. Đấy thì nó sẽ có cho các bác tổng thể là 4 màu. 4 màu như này các bác nhá. Đấy, sẽ có tổng thể cho các bác là 4 màu như này, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Thì ba cái màu đầu tiên này thì giá của nó sẽ là 170.000, còn riêng cái màu xanh quân đội này thì nó sẽ là 190.000 các bác nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái ly vàng các bác này. Đấy, ly vàng. Thì con này bên shop sẽ bán cho các bác cái combo nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá, 30.000 một chiếc, và các bác có thể lấy 1 2 3 4 5 6 tùy theo. Nhưng mà các bác nên mua 6 cái các bạn, 6 cái thì các bác có thể là dùng để làm chén uống trà này, uống rượu này, hoặc là các bác dùng làm đồ thờ cũng được, dùng làm đồ thờ rất là đẹp, thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Hàng này của nó thì nó chỉ nhỏ bằng hai ngón tay này thôi các bác nhá, nhỏ bằng hai ngón tay. Cái miệng này của nó thì khoảng 2 cm và chiều cao của nó thì vào khoảng là 5 cm nhá, chiều qua khoảng 5 cm. Con này các bác dùng để làm chén thờ thì cực kỳ là đẹp, hoặc là các bác dùng để mình anh em nhậu thì mình uống rượu, những cái ly nhỏ như này thì dùng nó rất là đã các bác, dùng nó rất là đã. Đấy, nó vừa xinh các bác nhá, vừa xinh. Và cái này của nó thì nó sẽ mỏng thôi, nó không dày đâu. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng đồng nhá, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp. Thì các bác lên cho em là ly đồng nhá, lên cho em là ly đồng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 cho một chiếc ly đồng như này nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là ly đồng, giá sẽ là 30k. Đó, lên cho em là ly đồng này. Ly đồng, giá của nó sẽ là 30k một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc ly đồng như này. Đấy, giá thì khá là hợp lý cho các bác rồi. Màu sắc đẹp. Đấy, màu vàng rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy. Một cái màu vàng cực kỳ đẹp các này. Đấy, màu vàng rất là đẹp luôn nhá. Đó, màu vàng rất là đẹp luôn. Và rất là nhỏ gọn xinh xắn, thì các bác có thể dùng để mình uống trà này, uống rượu này, hoặc là dùng làm ly thờ, rất là đẹp, trang trí đề co cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đồng hồ. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm đa năng nhá. Đấy, đồng hồ vạn năng. Lên cho em là đồng hồ vạn năng thì nó sẽ là một con đồng hồ như này. Đó, một con đồng hồ như này, và con này thì sẽ là có đo ôm, đo trở kháng, rồi nói chung là đo ampere đầy đủ các cái thông số cho các bác luôn. Đó, sẽ có cho các bác một cục pin của hãng như này này, kèm thêm cho các bác là các cái chân đo như này. Thì con này các bác dùng để kẹp dòng này. Đấy, lên cho em là đồng hồ kẹp dòng nhá, đồng hồ kẹp dòng. Đấy, đồng hồ kẹp dòng, và giá của nó sẽ là 230.000. 230.000 cho một con đồng hồ kẹp dòng như này. Con này thì rất tiện để cho các bác làm thợ điện, thì các bác biết rồi. Các bác làm thợ điện thì bắt buộc phải có con này để mình sử dụng, và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kẹp dòng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một con đồng hồ kẹp dòng như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là đồng hồ kẹp dòng. Giá sẽ là 230k. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kẹp dòng, giá sẽ là 230.000 nhá, 230.000. Đấy, lên mã giúp cho em là đồng hồ này, đồng hồ kẹp nhá, đồng hồ kẹp dòng nhá, đồng hồ kẹp dòng. Giá sẽ là 230k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em đó là cái kìm FO nhá, kìm FO. Đó, lên cho em là kìm FO này. Đấy, kìm FO, lên cho em là kìm FO bạc nhá, kìm FO bạc. Chiều dài của nó là 22 cm, hàng của Nhật đấy, Japan các bác này. Đó, Japan 22 cm. Con này thì giá sẽ là 190.000. Thì con này chức năng của nó thứ nhất là bấm cốt này. Đấy, rồi tuốt dây này, rồi là cắt dây này, vặn ốc này, rồi xoắn dây đa di năng luôn. Đó, một con kìm cực kỳ là xịn sò và chất lượng như này. Chiều dài của nó là 22 cm. Đấy, và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu FO của Nhật nhá. Hàng này thì cực chất cho các bác rồi. Và cái giá thì các bác lên mã giúp em là kìm bạc FO nhá, kìm bạc FO này, kìm FO bạc này, kìm FO bạc. Giá của nó sẽ là 190k nhá. Đấy, kìm FO bạc, giá sẽ là 190.000 cho con kìm đầu bằng như này.
kìm đầu bằng Evo bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là viên thả bồn cầu nhá, viên thả một bồn cầu. Một gói này của nó thì sẽ là có cho các bác là 10 viên. Đấy, và mỗi viên này thì các bác dùng cho em trong vòng khoảng là 1 tháng hoặc là khoảng là từ 15 ngày đến 1 tháng nhá, tùy theo. Đấy, 15 ngày đến 1 tháng. Đấy, 20 ngày đến 1 tháng tùy theo cái mức độ xả nhiều hay ít, đông người sử dụng hay là ít người sử dụng các bác nhá. Đó. Và con này thì nó siêu thơm luôn. Đấy, thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, tẩy sạch này. Sạch tẩy này. Đấy, thứ hai là thơm này. Đấy. Thơm này. Và thứ ba là diệt khuẩn này. Có, diệt khuẩn nhá. Đấy. Thơm, sạch và diệt khuẩn, giá thì sẽ là 15k. Lên mã giúp cho em đó là túi thả bồn cầu nhá. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu. Túi thả bồn cầu giá của nó sẽ là 15.000. 15.000 cho một túi như này, bao gồm cho các bác là 10 viên, sạch, thơm và diệt khuẩn các bác nhá. Rất tiện ích cho các bác luôn. Về nhà các bác cứ thế là mình thả vào cái lọ bồn cầu và cái bồn cầu nhà vệ sinh cho em là xong. Và khi xả ra thì cái nước nó sẽ là màu xanh, vừa sạch đẹp vừa diệt khuẩn rất là tốt các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩy xanh đa năng nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh. Đấy, lên cho em là tẩy xanh, giá thì sẽ là 25k. Nó tẩy xanh, giá của nó sẽ là 25k cho một cái hộp tẩy xanh như này. Cái này thì các bác chuyên dùng để mình tẩy xoong nồi hoặc là tẩy vành bánh ô tô cũng rất là ok nhá. Đấy, tẩy ô tô và tẩy vành bánh rồi tẩy vỏ bên ngoài của ô tô. Đấy, và cực sạch luôn, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Các bác lên cho em là khẩu 12 chi tiết. Một cái bộ khẩu như này mà giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 160.000 thôi. Giá này là giá cực kỳ là tốt cho các bác rồi. Đấy, các bác cũng chả đi đâu mà mua được một cái bộ khẩu như này. Bao gồm cho các bác là 12 chi tiết thì sẽ bao gồm là một khẩu này. Một khẩu này một tay công nhá, một khẩu một tay công nối dài như này. Đấy, một tay nối dài, một tay công, con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Và sẽ kèm cho các bác là 10 đầu khẩu từ 8 đến 22 nhá, từ 8 đến 24. Đó, từ 8 đến 24, 2 4 6 8 10 nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, 10 đầu khẩu như này. Chất thép của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là thép CRV nhá, cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Hàng sáng bóng đẹp, thép CRV như này. Các bác chỉ cần là sập lẫy này cho em là xong này. Đấy. Sập này cho em là xong, là mình sử dụng thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó, có xoáy nhanh, có đảo chiều. Các bác không thích dùng tay nối dài này thì các bác có thể dùng trực tiếp cho em đây. Đấy, những cái nào cần dùng trực tiếp thì các bác lắp trực tiếp vào cho em như này. Anh em có thể dùng để làm thợ, làm nghề sửa chữa, lắp đặt rất là ok. Đấy, bây giờ bình thường nếu các bác mua một con tay công như này nhá, cũng đã phải mất 120 đến 150 rồi. Đây mà chọn bộ khẩu như này, chọn một cái bộ khẩu đẹp mê ly như này nhá, đẹp mê ly như này. Chất liệu của nó là thép CRV các bác này. Đấy, các bác nghe cái tiếng thép kêu đã thấy thích rồi. Đó, mà giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn nhá. Đấy. Lên cho em là bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160k. Đó, lên cho em là khẩu 12 này. Khẩu 12 chi tiết giá sẽ là 160 cành nhá. 160 cành, giá siêu tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Các bác lên cho em là súng thư giãn. Đấy, con này thì một cái súng như này thì sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage nhá. 4 đầu massage và một tay súng như này. Con này thì nó sẽ là motor quấn đồng và động cơ không chổi than nhá. Đấy. Dùng cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, các bác lắp cái đầu này cho em này. Nó sẽ có cho các bác là 4 đầu massage này. Các bác bật thì giữ lì này cho em. Giữ lì này. Và nó sẽ có 6 cấp độ rung nhá. Đây các bác này. Đây, nó sản xuất này. Đó. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Dùng rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để massage các cái bó cơ này. Đấy, massage các bó cơ. Massage cổ, vai, gáy, dây đốt sống lưng. Rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhé. Nó hình khẩu súng như này. Đấy, cho nên các bác lên cho em là súng thư giãn. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. 170.000 cho một con súng thư giãn như này thôi. Giá này là giá quá rẻ cho các bác rồi nhé. Đấy, giá này gần như bán là bán giao lưu cho các bác thôi. Chứ còn nếu mà nói về lợi nhuận thì gần như là cũng chả được đáng bao nhiêu đâu các bác nhé. Và nó hình khẩu súng như này các bác này. Hình khẩu súng như này. Đấy, các bác nghe em mô phỏng nhé, hình khẩu súng như này. Đó, cho nên các bác lên cho em là súng thư giãn nhá. Đó, súng thư giãn. Lên đúng tên cho em để tại vì bên shop rất là nhiều mã. Giá sẽ là 170k cho con súng thư giãn như này nhá. 170.000. Đấy, thì lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Tiếp theo thì
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nhá. Đấy, và tiếp theo em lên cho các bác cái mỏ hàn, hàng của Nhật nhá, made in Japan. Hàng này thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V và công suất của nó sẽ là 150W nhá. Điện 220V công suất là 150W. Về nhà thì các bác lắp cái lẫy này vào đây cho em này. Đấy, sập cái lẫy này vào cho em, cho đó thì các bác cho cái quận thiếc vào đây và xỏ qua cái lỗ phễu màu hồng này, màu cam này. Sau đó các bác bóp thì cái thiếc nó sẽ ra di chuyển ra cái đầu này. Rất là tiện ích các bác này. Đó, và các bác bóp vào đây thì nó sẽ là thiếc nó sẽ nối vào cái đầu này luôn, và các bác tự hàn thôi. Nó rất là tiện ích, dây tương đối là dài, phù hợp cho các bác sử dụng để làm thợ làm nghề cũng rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000 cho mấy con mỏ hàn thiếc như này. Đấy. Các bác lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan này. Đấy, điện 220V, công suất của nó sẽ là 150W nhá, 150W, hàng made in Japan. Đó. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh, giá của nó sẽ là 130 cành cho con mỏ hàn xanh như này. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, 150W nhá. Made in Japan con này. Đó, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khay mứt các bác nhá, khay mứt như này. Đó. Con này thì khi các bác mở thì các bác xoáy như này cho em này. Đấy. Xoáy như này cho em là nó sẽ bung ra nhá. Đấy. Bác xoáy này cho em là nó sẽ bung ra. Đây. Đấy. Đấy. Xoáy như này là sẽ bung ra này. Đấy. Và các bác ấn như này thì nó ấn như này thì mình lại xoáy vào. Đó. Ấn này xoáy vào, còn khi xoáy ra thì mình xoáy này nó sẽ bung ra. Đó. Ở đây của nó thì nó sẽ là combo cho các bác là bên trên là 5 ngăn này. Bên trên 5 ngăn và bên dưới là 5 ngăn nữa, là tổng là có 10 ngăn. Thì các bác có thể dùng để mình đựng hạt rẻ, đựng hướng dương, được các loại hạt đây các bác này. Đấy, nó rất là đẹp như này. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn, cực kỳ cao cấp, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Bánh kẹo hạt dưa, hướng dương này, hạt rẻ này. Đấy, mứt tết này, rất là ok luôn nhá. Đấy, lên cho em là khay mứt tết nhá. Con này thì rất tiện ích các bác này. Đấy. Xoáy vào như này là xong. Đấy, mở ra thì các bác xoay này nó sẽ ra này. Đấy, rất là gọn gàng nhá. Đấy, cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Khi các bác cho vào ấy, khi các bác cho vào thì nó bị kẹt lẫy thì các bác sập cái này cho em. Đấy. Nguyên tắc của nó là các bác phải sập cái này xuống nhá. Đấy, phải sập cái này xuống thì mình xoáy vào được. Đấy, nó rất là dễ sử dụng thôi. Đó, xoáy ra xoáy vào rất là ngon luôn nhá. Đó. Nó có cái lẫy này, khi các bác cho xuống thì sập cái lẫy này cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là 160.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là khay mứt tết nhá, khay mứt tết này. Đó. Khay mứt này. Đó, lên cho em là khay mứt là được rồi. Giá sẽ là 160k cho một cái con khay mứt 2 tầng và có 5 ngăn như này, rất đẹp. Ưu điểm của con này nó rất là kín đáo nhá, khi các bác không ăn, không sử dụng nữa thì đậy vào nó vừa là khỏi bị mất hơi và vừa là khi mình sử dụng thì nó sẽ không bị gọi là không bị ruồi muỗi kiến dán nhá. Đó, hàng rất chất lượng đựng trong một cái hộp như này. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 160k thôi. Khay mứt 160.000 đựng trong cái hộp cực kỳ chất lượng như này. Hàng rất cao cấp cho các bác luôn nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là ba lô du lịch vải nhá. Đấy, bên em có hai loại, một loại là bằng vải và một loại là bằng da. Kích thước thì nó sẽ là đều như nhau. Đấy, nó sẽ dài khoảng là 40-45cm. Đấy, 45 gần 50. Và chiều cao của nó thì là 25 và chiều rộng là 20 nhá. Đó, nó sẽ là một con ba lô như này. Khi giở ra thì nó khá là to luôn nhá. Khi giở ra thì nó khá là to luôn. Đó. Đằng trước có 2 ngăn này. Đấy. Tiếp theo là bên hông là có một ngăn để các bác để giày nhá. Đấy, có một ngăn có túi bóng luôn. Túi bóng để các bác đựng giày vào đây. Đấy, đôi giày, đôi dép các bác bỏ vào đây cho em, nó rất là tiện này. Đấy, đôi giày, đôi dép bỏ vào đây. Đó. Và nó sẽ thêm cho các bác là đằng sau nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa này. Đấy, một ngăn phụ nhỏ và các bác có thể cái lỗ này để các bác treo vào cái vali kéo này. Và bên hông này một ngăn phụ nữa này, một ngăn phụ nữa. Đó. Rất là nhiều ngăn luôn. Và giá thì sẽ là 120 cành cho con ba lô vải như này nhá. Lên cho em là ba lô vải, giá sẽ là 120.000 thôi. 120.000 một chiếc, lên cho em là ba lô vải nhá. Ba lô vải, giá sẽ là 120.000. Và ngoài ra thì bên shop có cả con bằng da nữa. Con bằng da thì giá của nó sẽ cao hơn một chút, là 130.000. Thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Con này thì các bác lên cho em là ba lô du lịch vải nhá. Ba lô du lịch vải chống nước luôn. Đó. Ba lô vải này. Ba lô vải, giá của nó sẽ là 120k. 120.000 cho con ba lô vải như này. Rồi ok. Đây rồi, chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship.
các bác cứ mua đủ 200.000 cho em nhé. Nếu mà chưa đủ 200 thì các bác lưu ý là thêm cho em 30.000 ship nữa. Đó thì vẫn là cái combo cắt gội cho qua nhé. Đó, combo cắt gội thì đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đó, rất đơn giản thôi các bác nhé. Các bác cứ mua đủ cho em 200 là bên em sẽ bao ship. Còn nếu mà các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Các cái số hotline của em trên tấm biển nhá, biển màu trắng chữ màu đỏ nhá, biển màu đỏ và chữ màu trắng các bác nhìn cho rõ nhá, để tránh gọi nhầm cho người khác. Đó thì mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái khay mứt Tết nhá. Khay mứt Tết này rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đó, rất đẹp các bạn. Con này thì màu sắc kiểu dáng rất là đẹp, và đây thì nó sẽ là một cái dòng khay hai tầng như này các bác này, khay hai tầng như này. Đấy, rất là tiện ích luôn các bác. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó thì các bác có thể sử dụng. Đấy, và đây thì nó sẽ là hình bông sen rất là đẹp luôn nha, hình bông sen rất là đẹp luôn. Khi các bác xoay vào thì nó sẽ tụt xuống này, xoay vào nó sẽ tụt xuống cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là khay mứt Tết nhá. Giá của nó sẽ là 160.000 cho một con khay mứt Tết như này các bác này. Lên cho em là khay mứt Tết nhá. Đấy, khay mứt Tết này. Đấy, khay mứt Tết giá của nó sẽ là 160.000 cho một em, 160.000 cho một em như này. Đó. Con này thì sử dụng rất đơn giản thôi nhá. Về nhà các bác chỉ cần xoáy ra xoáy vào này cho em này. Đấy, xoáy ra xoáy vào này cho em thôi. Các bác thấy không? Đấy. Đây, xoáy ra xoáy vào này các bác này. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy các bác này. Đấy, nếu mà khi các bác xoáy ra mà nó hơi bị mắc một tí thì các bác nhấp cái lẫy này cho em, nhấp cái lẫy này để cái lẫy nó sập vào này. Đấy. Thì khi mà cái lẫy này nó sẽ có là một cái lẫy lẫng, cái lẫy ngẫng như này để nó đẩy cái khay này lên. Và khi các bác nhấp như này thì nó sẽ đẩy xuống để các bác sập vào nhá. Đó, đây. Khi xoáy ra này. Đấy các bác ấn này cho em này, nó sẽ vào này. Đấy. Mà khi các bác xoáy ra này là nó sẽ hết lẫy, là nó sẽ giữ cái khay này ở bên trên. Ở trên thì nó sẽ có 5 ngăn và dưới có 5 ngăn như này. Con này thì hàng siêu đẹp, siêu VIP cho các bác luôn. Nguyên để trên bàn trang trí thôi đã đẹp rồi. Còn các bác cho ví dụ như là hướng dương hạt rẻ rồi hạt rẻ cười rồi, nói chung là các cái loại siêu phẩm vào đây để Tết mình thưởng thức thì thật là tuyệt vời luôn các bác nhá. Thật tuyệt vời, rất tuyệt vời và vô cùng tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó thì các bác chỉ cần ấn cái lẫy này xuống sau đó xoay vào cho em này. Đấy. Còn khi mở ra thì các bác cứ mở ra bình thường. Đấy, và nó sẽ nâng cái lẫy này lên. Khi cho vào thì các bác nhấp phát cho em này, ấn xuống này. Đấy. Thì nói chung các bác cứ gõ gõ vào cái này này là lên xuống, nó ở cái thằng này, ở cái thằng giữa này nhá. Đấy. Ở thằng giữa này thôi. Đó, rất đơn giản thôi. Giá thì chỉ có 160 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khay mứt Tết, giá sẽ là 160.000 nhá. Khi anh em các bác nhận được hàng thì hàng sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này các bác này. Đấy. Và đây nó sẽ đựng như này này các bác này. Và cực kỳ là sạch đẹp vệ sinh luôn. Có khách thì các bác mở đánh phập một phát ra, không có khách thì các bác lại đóng đánh ập một phát vào. Vâng nhá, rất đơn giản đấy thôi các bác. Đó. Đây. Mở ra này các bác này, mở ra này. Đấy, không có khách thì các bác lại nhấp xuống đóng vào cho em. Rất ngon lành cành đào luôn. Kín mít mịn mịt luôn. Ruồi muỗi kiến dán côn trùng không thể vào được, để qua đêm thoải mái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái mũ, các bác lên mã giúp cho em đó là mũ nồi nhá. Lên cho em là mũ nồi. Con này thì nó sẽ là một cái dòng mũ, ưu điểm của nó là đội thì cực kỳ là êm và ấm. Đấy, cho nên người ta gọi là ấm êm các bác nhá. Đó, ấm êm. Giá thì một con mũ như này là giá sẽ là 100.000 à? Hả? 100.000 trong con mũ như này. Đấy, chất liệu của nó thì là bằng da nhá, bằng da siêu mềm luôn. Và bên trong của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng bông như này nhá, bằng bông như này. Đấy, bằng cái dạng bông nỉ như này. Rất là êm ấm cho các bác luôn. Đây em sẽ test thử cho các bác xem. Đây nha, chào các bác nhá. Đó thì hôm nay em lại lên hình cho các bác một tí cho nó vui vẻ các bác này. Đó đây. Thì em đội vào các bác xem này. Đấy. Các bác trông chưa? Thì nó sẽ có hai kiểu đội, một là các bác đội trực tiếp như này các bác này. Đấy. Cũng được đấy chứ các bác nhỉ. Đó. Mai em làm cái em đội các bác này. Đấy, rất là ngon lành các bác thấy không? Đây. Đằng sau các bác này. Đấy. Và nó sẽ có thêm một cái đội nữa là các bác có thể thả cái phần này ra để khi mà trời mùa đông lạnh nhá. Mùa đông lạnh thì các bác chùm này cho em này. Đấy. Kín tai luôn. Kín tai này thì vừa là giảm tiếng ồn này, vừa là che kín tai như này thì các bác đi xe đạp, xe máy cũng đều ok hết nhá. Xe đạp, xe máy các bác có thể đội qua mũ bảo hiểm cũng rất là ok luôn. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho một con mũ nồi như này thôi. Lên cho em là mũ nồi nhá, giá sẽ là 100.000 các bạn. Con này thì rất đẹp các bạn, rất đẹp và rất hot cho các bác luôn. Đó, đội vào thì ôm, rất là ôm tai, ôm gáy nhá. Đấy, chống lạnh cực kỳ tốt luôn, đặc biệt là bác nào hay bị miền Bắc mà hay bị lạnh tai nhá. Đội con này chưa? Đó, rất là chất chơi con rơi luôn các bác. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đó, và đây thì nó sẽ có một cái quai này các bác có thể thả thêm ra này, thả thêm cái phần cái đầu lưỡi này ra, cái đầu lưỡi này ra các bác này, hoặc là các bác sập vào cho em. Đó, lên mã giúp cho em đó là mũ nồi, giá sẽ là 100.000 cho một con mũ nồi như này. Đấy, lên cho em là mũ nồi này, giá sẽ là 100.000 nhá. Mũ nồi, giá sẽ là 100.000. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con
Con này thì nó sẽ là một con gà các bạn, một con gà. Đây, con gà gà tàn thuốc như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, nó sẽ là bằng hợp kim và mạ đồng. Hợp kim và mạ đồng các bạn này. Đấy. Bác nào tuổi gà thì dùng con này cho em, hợp kim mạ đồng nhá. Đó. Hoặc không tuổi gà mà các bác thích dùng để mình decor trang trí hoặc sử dụng ở trong nhà rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con gà gà tàn như này, lên cho em là con gà gà tàn nhá. Giá sẽ là 150k một em, 150.000 cho em gà gà tàn như này các bác này. Đấy. Các bác dùng để gà tàn thuốc này hoặc là dùng để decor trang trí trong nhà, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Đây, đấy nó sẽ là trong lòng bàn tay như này các bác này, trong lòng bàn tay như này. Rất nhỏ gọn xinh xắn, làm gà tàn thuốc, không gà tàn thì mình để trên bàn decor trang trí rất là đẹp luôn. Lên cho em là con gà nhá. Gà gà tàn, lên cho em là con gà này. Con gà, giá của nó sẽ là 150k cho một con gà như này. Đó, 150k. Tiếp theo thì bên shop có về cho bác một cái mã, đó là một con rồng nhá, con rồng. Đấy thì con này kích thước của nó cũng như con kia thôi. Đấy thì con này các bác lên cho em là con rồng nhá. Đấy, con rồng như này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, và con rồng con gà này thì cái kích thước nó tương đương nhau, tương đương nhau nhá. Đấy. Con rồng này thì giá của nó cũng là 150.000 cho một em rồng như này. Đây, một cái đầu rồng cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, rất là hàm hố các bác nhá. Và hình ảnh con rồng vây quanh như này các bác này, con rồng vây quanh như này, giật quận quấn quanh như này rất là đẹp luôn. Giá cũng chỉ có 150.000 cho một con rồng như này thôi. Đấy, con gà thì đây, cũng hoa văn rất là đẹp luôn, hình ảnh con gà này hoa văn rất là đẹp nhá. Đấy, rất đẹp, rất sắc nét cho các bác luôn. Đó, bờ rào này, con gà này, đấy rất đẹp luôn. Đấy, và cả một đàn gà như này nhá. Giá thì sẽ là 150.000. Con gà có 150 và con rồng cũng 150 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên nó giúp cho em, đó là cái bật lửa đại ca nhá. Bật lửa đại ca. Một con bật lửa đại ca như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho con bật lửa đại ca như này thôi. 180k một con nhá. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga vào cho em, có cái lẫy bấm ở đây này. Đấy. Đây, và nó sẽ là dòng đánh lửa tự động các bác này, đánh lửa tự động đây. Đấy. Và đây thì có điều chỉnh ga to nhỏ nha, điều chỉnh ga to nhỏ. Và về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Đấy, lên cho em là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đó, 180.000 cho con bật lửa đại ca như này. Lên cho em là bật lửa đại ca nhá. Bật lửa đại ca. Đại ca giá sẽ là 180.000 nhá. 180 cành cho con bật lửa đại ca như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái mũ da các bác này. Mũ da đây, rất đẹp cho các bác luôn. Dòng này thì nó sẽ là mũ da bò tự nhiên nhá, da bò tự nhiên. Hàng của thương hiệu Gucci của Ý các bác này. Đây, made in Italia các bác này. Đấy, Italia. Và hàng này thì xuất sang cả Nhật, cả Hàn Quốc cho các bác luôn. Made in Italy các bác này. Đó, Italia. Và xuất sang cả Nhật, cả Hàn Quốc luôn. Hàng thương hiệu Gucci nhá. Đấy, Nhật, Hàn Quốc và xuất đi rất là nhiều nước luôn. Đó, ở đây thì cái quai đeo của nó sẽ là đằng sau như này. Đấy, và các bác có thể tùy chỉnh to nhỏ để mình điều chỉnh cho nó hợp lý các bác này. Đấy. Và mũ của nó sẽ là hàng mũ da rất là đẹp như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Các bác có thể dùng để mình đội đi giày mưa, giày nắng đều ok hết. Đặc biệt là mùa này thì đội rất là êm và ấm nhá. Đó, rất êm ấm cho các bác luôn. Đây, em sẽ đội thử cho các bác xem này. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 da như này các bác này. Đấy, mũ da Gucci, đội vào rất là đẹp luôn. Đấy. Và con này thì nó sẽ có các cái khổ đầu to nhỏ tùy theo các bác có thể điều chỉnh nhá. Đấy. Nó sẽ có ba cái khuy đồng như này, ba cái khuy đồng như này. Các bác có thể tùy chỉnh này. Đấy. Ví dụ các bác muốn đội nông thì các bác để như này, mà đội sâu hơn thì các bác cho nó thấp xuống nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Ôm đầu. Và có cho các bác là hai mẫu, một mẫu là màu nâu và một mẫu là màu đen nhá. Giá sẽ là 350.000. Lên mã giúp cho em, đó là mũ da bò nhá, mũ da bò. Đấy, mũ da bò giá sẽ là 350.000. Đó, 350.000 cho con mũ da bò nhá. 350.000 một chiếc. Đấy, lên cho em là mũ da bò. Rồi ok. Hello chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn dưới 200 thì các bác cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa thôi. Đó, các bác có nhu cầu mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline của bên em đây để được tư vấn. Ba số này đều có Zalo hết nhá. Ba số này đều có Zalo hết. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái massage bi nhá, thì nó sẽ có hai dòng, một là dòng 8 bi, hai là dòng 16 bi. Đó, thì các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Đấy, riêng cái con 8 bi này thì nó sẽ có kèm cho các bác một cái cục cắm nguồn trực tiếp và một cái tẩu cắm ô tô. Đấy, còn con 16 bi thì nó là dòng to thì không đeo vào ô tô được. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái dây chun như này để các bác có thể đeo lên cái ghế ô tô thì mình dùng, mình vừa là sử dụng, vừa lái ô tô vừa là massage, nó rất là thư giãn. Đấy, thì con này các bác cắm vào tẩu ô tô là ok. Đây, còn đây là em đang cắm trực tiếp qua con nguồn này. Đấy,
Con này thì nó sẽ có cả hồng ngoại luôn nhá. Đấy, có cả chế độ hồng ngoại như này để giúp cho các bác làm móng này, làm nóng cơ thể lên, làm nóng các cái phần mình cần massage lên nhá. Đấy, đèn hồng ngoại. Đấy, và có hai chế độ nhá. Một là chế độ không có hồng ngoại, hai là chế độ có hồng ngoại như này. Đấy, và nó sẽ là dòng 8 bi đảo chiều nhá, dòng 8 bi đảo chiều. Thì con này dùng nó rất là tiện. Giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là gối massage 8 bi nhá, gối massage 8 bi. Đó. Lên cho em là gối massage 8 bi. Con này thì lên cho em là gối massage 8 bi nhá. Gối massage 8 bi, giá của nó sẽ là 170k. Đó, giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cho một con gối massage 8 bi như này, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Đấy, chỉ có 170 cành thôi. Một cục nguồn và một cái cáp cắm vào tàu ô tô. Đấy, combo trọn bộ cho các bác như này. Đây là cái dòng 8 bi. Còn ngoài ra thì bên shop có thêm cho các bác một cái dòng nữa, đó là dòng 16 bi nhá. Đấy, thì con này các bác lên cho em là gối massage 16 bi nhá. Đấy, có dòng 8 bi, có dòng 16 bi. Các bác muốn lấy dòng nào thì lấy. Cái giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác thôi. Đây, con này thì nó sẽ là 16 bi này. 16 bi thì con này nó sẽ là dòng to hơn. Và con này thì các bác chỉ dùng ở dưới thôi, chứ con này không đeo ô tô được nhá. Không đeo ô tô được. Đấy, nó sẽ có tẩu cắm, có nguồn cắm sẵn như này. Đấy. Và đây của nó thì nó sẽ là dòng công suất to hơn một chút nhá. 290.000 cho cái con massage 16 bi như này. Con này cũng rất là tiện ích luôn. Các bác cắm nguồn trực tiếp vào điện 220 cho em. Cắm trực tiếp điện 220 nhá. Sau đó thì mình kết nối vào cho em và nguồn bật lên này. Đấy, cũng có đèn hồng ngoại để giúp làm nóng nhá, giúp làm nóng như này. Đó, và con này thì giá sẽ là 290.000 và bao ship đến tận nhà. Đấy, sẽ có cho các bác là chế độ là bằng tay này. Đấy, bằng tay này, rồi chế độ đảo này. Đấy, đảo này, chế độ lượn sóng này, chế độ núi cao này, rồi chế độ xoay vòng tròn này. Đấy, rất là nhiều chế độ cho các bác nhá. Đấy, có đèn hồng ngoại này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 290.000. Lên cho em là gối massage 16 bi nhá. Gối massage 16 bi. Giá của nó sẽ là 290.000. Đấy, 290.000 cho con 16 bi như này. Con này là sẽ là 16. Nó sẽ có 16 bi và có đảo chiều các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, lên cho em là massage 16 bi nhá. Lên mã giúp cho em là gối massage 16 bi này. Đó. Gối massage. Gối massage 16 bi giá sẽ là 290k nhá. 290.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái keo đa năng nhá. Keo đa năng, một hộp này của nó thì nó sẽ là 60g nhá, 60g. Dòng này của nó sẽ là keo trắng và bám dính cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể dán được trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt luôn. 60g như này. Đó. Lên cho em là keo đa năng xanh. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000. 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này nhá. Lên cho em là keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k trên một típ nhá. Và bác nào mua từ 3 típ trở lên thì sẽ là 50.000 cho 3 típ. Và mua lẻ thì sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Đó, con này thì dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Có thể đây, các bạn này. Gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấy. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nôm nao công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào, nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với tờ giấy. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính nôm nao công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dán đấy thì nó sẽ là các bác lên cho em là keo đa năng xanh nhá. Keo này đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50k là bằng 3 cái luôn. Bằng 3 típ luôn các bác nhá, keo đa năng xanh. Ngoài ra thì bên shop cũng có cho các bác cái keo đa năng màu vàng như này. Lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng. Hàng này thì nó sẽ là của Thái Lan. Và cái này thì sẽ là 20k trên 3 típ nhá. 20k trên 3 típ như này. Và con này thì nó cũng là dòng keo dính đa năng luôn. Các bác có thể dính quần, dính áo, dính đồ trang sức, giày dép rồi đồ gỗ, đồ sành, đồ sứ đều được hết nhá. Hàng của Thái Lan. Và con này sẽ là 20.000 trên 3 típ. Thì các bác lên cho em là keo vàng nhá, keo vàng. Còn cái kia nó là keo đa năng xanh 20.000 một típ.
Còn con này thì sẽ là keo vàng và 20.000 một típ. Đó, đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, sản xuất ở Thái Lan nhá. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là kia bộ lục giác 7 màu nhá, lục giác 7 màu. Đấy, hàng của thương hiệu Tajima, made in Japan các bác này. Đó, Tajima made in Japan. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 9 cây và kích thước của nó sẽ là từ 1 đến 10 nhá, từ 1.5 đến 10. Đó. Và 2 4 6 8 9 cây tất cả như này. Đấy, lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một bộ lục giác 7 màu như này. 190.000 các bác nhá. Một giá của nó sẽ là 90.000 các bạn. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu này thôi. Đấy, đợt này hàng sẽ về cho các bác giá cực kỳ là tốt luôn. Lục giác 7 màu nhá, giá chỉ có 90 cành thôi. Đấy. Qua lên cho em là lục giác 7 màu này. Lục giác 7 màu, giá của nó sẽ là 90.000. Đó, 90.000 cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia kìm bấm cúc nhá. Chọn bộ cho các bác thì sẽ là bao gồm cho các bác là kìm rồi các cái thiết bị để các bác bấm như này. Đấy, các cái đầu cúc như này giá thì chỉ có 40 cành thôi. Ví dụ như là các bác sử dụng mà các cái đồ như là quần áo mình bị mất cúc này, hoặc là bị lỏng, bị bong này. Đó, thì các bác dùng cái kìm bấm này cho em, rất là tiện và cách sử dụng cũng rất là dễ dàng thôi. Lên cho em là kìm bấm cúc, giá sẽ là 40.000 nhá. Kìm bấm cúc này. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40.000. Đây, em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi mình sử dụng thì nó rất là tiện thôi. Đấy, các bác có muốn ghim đồ vải này hoặc là giày dép này đều được hết nhá. Đấy, các bác thấy không? Đấy, chỉ cần bấm vào này là xong. Đó, nó rất là tiện ích nhá. Đấy, quần bò cứng cũng đều ghim được hết, rất là tiện các bác thấy không? Đấy. Giày dép rồi các bác cần phải bấm ghim ở các cái khu vực nào cũng đều được hết nhá. Chăn màn quần áo. Đấy, nó sẽ có sẵn đủ bộ cho các bác luôn, về mình chỉ việc lắp vào là mình bấm thôi. Đó, và nó sẽ có hai phần. Một phần là âm và một phần là dương, các bác cho vào là mình bấm rất là đơn giản. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt gà nhé. Thì bên shop có hai mẫu. Một là mẫu kéo gà của Nhật, hai là mẫu kéo gà của Đức. Đấy, cái con của Nhật này thì nó sẽ là hàng to. Đây, Japan các bác này. Đấy. Còn con của Đức này thì nó sẽ là hàng nhỏ hơn một chút thôi. Đấy, còn hai con này thì đều sắc bén như nhau và công năng đều như nhau. Đấy, thứ nhất là có phần khuyết này, các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác dùng để kẹp cua gẹ, và thứ ba là các bác dùng để có cái phần vân răng cưa này, các bác dùng để đánh vảy cá cho em. Đấy. Con của Nhật thì nó sẽ to và chắc chắn hơn, còn con của Đức thì nó sẽ nhỏ hơn một chút. Đấy, con to thì các bác sẽ cắt được những cái con gà to hơn nhá. Đây các bác này. Đó, thì tiền nào của đấy thôi. Đấy, thì các bác có nhu cầu sử dụng con nào cũng được. Con của Đức này thì chỉ có 90.000 thôi. Và con của Nhật này sẽ là 130 nhá, 130. Rất là to luôn. Cầm thì cực kỳ là đầm và chắc tay nhá. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết nhá. Lên cho em là kéo gà thì nó sẽ có hai mẫu. Kéo gà của Đức thì sẽ là 90.000 và kéo gà của Nhật sẽ là 130.000. Đó. Lên cho em là kéo gà nhá. Kéo gà thì Đức sẽ là 90.000 và của Nhật thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em là kéo gà. Một là kéo gà Đức, hai là kéo gà Nhật. Nhật thì sẽ là dòng kéo to và Đức là kéo nhỏ nhá. Đó, đây. Hàng của Japan và của Germany các bác này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái giấy lau giày nhá. Giấy lau giày một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 tờ để các bác chuyên để dùng để lau giày, lau gọi là lau giày rồi lau bàn, lau ghế cũng được. Đấy, tại vì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông ở đây rồi. Đấy, xà bông tẩy ở đây. Và nó sẽ là hàng từ tự nhiên, rất là an toàn với người sử dụng và rất là tốt luôn. Thì nó sẽ là 20.000 trên một gói như này. Còn mua từ 3 gói thì sẽ là 50.000 nhá. 3 gói là bằng 50.000. Đó, thì các bác cứ mua 3 gói 50.000 này dùng cả năm luôn. 3 gói 50.000 này dùng cả năm luôn. Chuyên để các bác lau giày hoặc là lau bàn, lau ghế, lau các cái phần mặt kính thì cực kỳ sạch luôn, không để lại vết nhá. Đó, đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này, đấy. Thì ví dụ như là các bác dùng thì đấy, mình chỉ đi về mình chỉ lau đi cho em là xong. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn xà bông cho các bác rồi. Khi mình lau thì nó khá là sạch nhá. Đấy, giày trắng, giày đen rồi giày có các cái vết bẩn, đi về mình chỉ việc lau đi là xong. Bình thường nếu mà các bác sử dụng ấy thì mình giặt thì nó sẽ rất là nhanh hỏng, nhưng mà mình lau như này thì rất là ok. Đấy, và giá rất hợp lý cho bác luôn nhá. Chỉ có 20.000 một túi 30 tờ.
Còn lại nếu các bác mua combo thì 50.000 cho 3 túi. Cám nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá, thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan và nồi Cúc Cu thì nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi Cúc Cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước các bác này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá, rất là đẹp các bạn này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này, một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá, nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này, hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn giết cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, hành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá. Bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi Cúc Cu nhá. Hàng thương hiệu Cúc Cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của Cúc Cu nhá, nồi của Cúc Cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng Cúc Cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm Cúc Cu nhá. Đấy, nồi cơm Cúc Cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là nồi Sáp là 500, còn nồi Cúc Cu. Lên cho em là nồi Cúc Cu nhá. Nồi Cúc Cu này. Nồi Cúc Cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi Cúc Cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá.
Đó, có nồi của Sáp đây. Có lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là 500 và nồi cúc cu này thì sẽ là 495.000 các nhá. 495.000. Đó thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Đó. Này em Huấn Phạm đây các bác nhá. Đó, các bác trông. Nay em có quả mũ nồi rất chất chơi luôn các bác này. Đấy. Quả mũ nồi này thì đội rất là vừa xinh và đẹp luôn. Các bác có tí tuổi là đội vào rất là đẹp các bạn. Đó, mình có thể mua để sử dụng trực tiếp luôn. Đặc biệt là những ngày mùa đông rét mướt thế này. Hoặc là các bác đội ngày thường cũng rất là ok. Con này thì các bác có thể thả ra này. Đây, để em thử cho các bác xem. Các bác có thể là đội trực tiếp như này. Hoặc là đây thì nó sẽ có cho các bác một cái vành bên trên này nữa này. Để các bác đội cho nó ôm tai này. Đấy, đặc biệt là khi mà trời nó rét hoặc các bác đi ra ngoài đường thì các bác đội cái này vào thì nó vừa là giảm tiếng ồn rất là tốt luôn. Đội vào là giảm 50% độ ồn này. Đấy, và ấm tai nhá. Ngày thường thì các bác đội bình thường thì các bác có thể không lạnh lắm thì các bác có thể cho cái này lên xem. Đó, rất là ok luôn, rất đẹp nhá. Một cái con mũ cực kỳ xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là rồi nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 ạ. 100.000 cho một con mũ nồi như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da này. Chất liệu bằng da và bên trong thì nó sẽ là nhung nhá. Đấy, nhung mịn như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là thích, rất đẹp luôn. Dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái này là lớp nỉ này, lớp nỉ bông này. Rất đẹp các bạn. Đấy, ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là các cái vành che tai và cái này thì các bác có thể thả ra như này hoặc các bác có thể ấn lên như này, rất là đẹp. Đó, giá thì sẽ là gửi cho các bác với cái giá đó là 100.000 cho con mũ nồi như này nhá. Lên cho em là mũ nồi. Giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con hạc bằng đồng nhá. Đấy. Con hạc bằng đồng như này thì đây nó sẽ là một con hạc như này và có kèm cho các bác là một cái lư nhá. Đấy, một cái lư. Cầm cho anh cái lọ hương ở đây này. Đấy. Có kèm cho các bác là một cái lư đài sen như này các bác treo vào đây cho em. Và bên shop có bán kèm cả cái lọ hương luôn nhá. Đấy. Thì con hạc bằng đồng này thì sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho một con hạc bằng đồng như này. Đấy, rất là đẹp con này. Con này thì nó chỉ nhỏ gọn thôi. Nó cao được khoảng 10 cm nhá, cao khoảng 10 cm mà các bác cho cái hương vào đây cho em. Cho cái hương vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, đây, cho hương vào đây cho em nhá. Các bác có thể để trên bàn thờ này hoặc là nói chung là trang trí khắp nơi đều được nhá. Và các bác mua hương thì cái hương nhang hạc này thì sẽ là 60.000, còn con hạc này là 70.000 nhá. Đấy, con hạc này là 70.000. 70.000 một con. Còn cái hương thì sẽ là 60.000 nhá. Đấy, 60.000. Chất liệu của nó là bằng đồng và cái hương này thì bên em bán một hộp này nó khá là nhiều luôn nhá. Đấy. Hộp này nhiều lắm, hộp này của nó là phải hàng mấy chục cái luôn, mấy chục viên luôn cho nên là thoải mái mấy chục vòng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng nhá. Đấy thì con cái nha hạc này sẽ là 60.000 này. Nha hạc này sẽ là 60.000 nhá. Đấy. Còn cái con hạc đồng này thì sẽ là 70.000 cho con hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái nến đỏ này, 45.000 một cây. Đấy, rất đẹp luôn nhá. Cái này của nó thì nó sẽ là tự nhiên các nhá. Nó sẽ là tự nhiên như này. Đấy, tự nhiên như này thì khi các bác dùng nó rất là thích các bạn. Đấy. Nó lúc nào nó cũng kiểu là rung như này các bạn này, rung như này. Trông nó như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45.000 nhá. Lên trên là 4 đỏ 45.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, đây các bạn này. Đây. Emanium này. Đấy. Thì con này của nó sẽ có cho các bác là một cái vòng như này. Kèm thêm cho các bác là các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy. Khi các bác đeo thì thứ nhất là vừa là trang sức này. Vừa là trang sức này, vừa là giúp cho các bác là đả thông kinh mạch máu huyết lưu thông, huyết áp ổn định. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40.000 nhá. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Giá sẽ là 40.000 cho một chiếc như này nhá. 40.000. Đó, vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 40.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng cho anh cái ổ điện này. Bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái phao nước này. Đây nó sẽ là một con phao nước như này thì các bác dùng nó rất là tiện. Bây giờ các bác bỏ hết các cái dòng phao cơ truyền thống đi. Dùng nó rất là khó chịu nhá. Mà các bác dùng sang cái phao này thì cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, ở đây thì cái này là sẽ là điều hướng nước này. Còn các bác chỉ cần là lắp vào cho em là xong nhá. Đấy. Lắp vào cho em là xong thì các bác sử dụng nó rất là đa di năng luôn. Ở đây thì khi mà nước ngập phao này 1 cm thì nó sẽ tự ngắt nhá. Thì ví dụ như các bác dùng cái phao kia thì nó phải qua một cái quả bóng đẩy nó rất là phức tạp và nhiều khi nó lại không ăn lẫy. Nhưng mà dùng con này thì rất là tiện.
mà giá chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp em đó là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 70.000. Phao nước này giá sẽ là 70k nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy mài dao nhá. Đấy, máy mài dao. Đây nó sẽ là một con máy rất là tiện như này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này, cắm trực tiếp điện vào đây. Sau đó thì có công tắc, các bác bật công tắc lên cho em này. Đấy, bật công tắc lên. Đó. Bật công tắc lên thì cái viên đá này nó sẽ xoay này. Đấy, cái viên đá nó sẽ xoay. Thì các bác dùng để mài dao mài kéo nhá. Hai cái bên ngoài này thì để mài dao đúng theo hình hướng dẫn như này. Đấy, còn cái bên giữa này thì các bác mài kéo cho em, nó rất là tiện. Mà giá chỉ có 80.000 thôi. Đấy, đây nó sẽ là một cái viên đá như này, các bác đưa vào mình mài dao rất là tiện ích nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con máy mài dao như này thôi, rất tiện luôn. Mài thì cực kỳ khỏe, chắc chắn và rất là tiện ích nhá. 80.000 cho con máy mài dao như này các bác này. Đấy, con này thì nói chung là cái giá của nó thì quá là tiện. Đấy, giá rẻ và các bác dùng nó rất là tiện ích. Đây nó sẽ có cả giấy hướng dẫn cho các bác luôn này. Đây. Đấy, các cái hướng dẫn đây. Đấy, đưa vào mài dao như nào rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh này. Ổ điện kèm chức năng sạc nhanh luôn. Dây dài từ 1,5 m đến 2 m này. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Có đèn báo này, có đèn báo này. Đấy. Có công tắc báo sáng này. Có đèn báo này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm điện này và có chức năng sạc nhanh nhá. Có chức năng sạc nhanh thì các bác chỉ cần đặt vào cho em như này là xong này. Đấy, đặt vào này sạc nhanh này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Nói chung là tiện lắm. Con này dùng thì rất là tiện ích các bạn. Đấy, rất là ok luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá. Ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150k này. Đấy. Ổ điện này. Ổ điện sạc nhanh giá sẽ là 150k một chiếc nhá. 150.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái máy sấy tóc. Máy sấy tóc đây. Đấy. Một con máy sấy tóc như này. Đấy, cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi là các bác dùng con này cho em nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Máy sấy tóc này, hàng của thương hiệu Philips các bác nhá. Đó. Đây, máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips các bác này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 3000W nhá, hàng của thương hiệu Philips, công suất 3000W. Con này sử dụng điện trực tiếp 220V luôn, dây thì dài khoảng từ 1m2 1m rưỡi này. Đấy. Có cho các bác là hai cấp độ này. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn nhá. Đấy, con này thì nóng rất là nhanh các bạn. Đấy. Nóng rất là nhanh luôn thì khi các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và hàng thì không hề có lỗi lầm gì cả. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Khá là tiện ích luôn và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý nhá. Một cái con máy sấy tóc như này mà giá của nó chỉ có cho các bác là 130.000 thôi nhá. 130k thôi. Lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Giá sẽ là 130.000 một chiếc này. 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái điện thoại 2 sim này. Đấy, đây nó sẽ là một con điện thoại 2 sim như này. Thì các bác có thể dùng để mình nghe gọi này rồi là nó 2 sim liền thì các bác dùng nó rất là tiện ích. Đấy, hàng của thương hiệu Nokia 2 sim như này các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một con điện thoại 2 sim luôn. Đấy. Đây, có kèm sẵn cho các bác là pin này. Đấy, pin đốc sạc này và một con điện thoại như này. Đấy, một con điện thoại 2 sim như này các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn, hàng thương hiệu Nokia nhá, Nokia. Đó. Giá thì chỉ có 230.000 thôi. Bên shop đã bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. 230.000 cho một em điện thoại 2 sim như này. Bao ship đến tận nhà cho bác nhá. Đấy. Lên cho em là điện thoại 2 sim này. Giá sẽ là 230.000. Điện thoại 2 sim giá sẽ là 230k nhá. 230.000. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái dòng cốc tự khuấy nhá. Đấy, cốc tự khuấy. Con này thì về nhà các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ Zidit này nhá. Đó. Là các bác sử dụng thôi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác công tắc này và một cái hạt nam châm từ trường như này. Khi các bác cho cà phê, cho ngũ cốc, cho các loại hạt vào đây thì mình chỉ cần là bấm này là nó sẽ quay. Đấy, và ở đây nó sẽ sử dụng hai cái viên pin con thỏ lại nhỏ nhá. Thì rất là tiện luôn. Đấy, cái pin này thì các bác dùng cả năm nó mới hết pin cho nên là cũng rất là tiện thôi. Đây, hai viên pin này. Đấy. Con này thì dùng rất là lâu cả năm nhá. Cho nên là các bác cứ lắp cho em hai quả pin con thỏ nhỏ và là xong là mình sử dụng thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này thôi nhá. Cốc tự khuấy. Và về nhà thì các bác mua cho em hai quả pin con thỏ là nhỏ vào. Đấy. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Về nhà các bác mua pin nhá. Cốc tự khuấy giá sẽ là 90k. Cái này là không pin nhá. Không có pin đâu. Về nhà các bác tự mua pin. Đấy.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn wifi này. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có chức năng là tự động tắt bật thì nó rất là tiện, có kèm một cáp sạc đây. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đây các bác chỉ cần bật lên cho em này. Đấy, đây điều chỉnh pha đây các bác này. Đấy, điều chỉnh pha này. Đấy, tự động tắt bật này, gạt qua nó tắt, gạt qua nó bật này, rất là tiện nhá. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Đấy, và đây thì nó sẽ có một cổng sạc ra cho điện thoại nữa này, rất là tiện luôn đó. Đây, đấy, hàng made in Germany này. Đấy, made in Germany, rất tiện ích luôn nhá. Đó, hàng sản xuất ở Đức và xuất cho Nhật nhá. Giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em nó là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ bấm móng tay của Đức nhá, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt rồi. Một cái bộ bấm móng tay như này mà giá chỉ có 100.000 thôi. 3 chiếc bấm luôn, 3 chiếc bấm thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, 3 chiếc nhá. Đấy, đầy đủ cho các bác này. Đấy. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác 3 cái bấm này. Đầu tiên nó sẽ là một cái bấm to này, một cái bấm nhỏ này. Đấy. Và một cái bấm khóe này. Đấy. Thì cái này nó sẽ là lệch như này để các bác đưa vào các khóe tay, khóe chân nhá. Đấy, combo cho các bác là 3 chiếc như này mà chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Tính vào chỉ có hơn 30.000 một tí thôi. Bình thường nếu các bác mua mà mua dọc đường hoặc mua ở trong các cái nơi họ bán ở dưới đất thì cũng đã phải mất đi 40-50 nghìn cho một cái bấm móng xịn như này. Đấy, thế mà đây chỉ có cả bộ như này, chỉ có vào tính vào 30.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy để các bác đựng các cái móng tay thừa nhá. Đấy, khi cắt thì các bác đẩy cái này lên cho em thì nó sẽ đựng vào. Đó, cắt rất là ngon nhá, cắt rất là ngon và mượt luôn các bác này. Đó, đây các bác thấy không, đây cắt nó tanh tách luôn các bác này. Đấy, rất là thích nhá. Đấy, đầm và chắc tay nhá, cắt rất là ngon luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là một bộ bấm móng tay như này, giá thì chỉ có cho các bác là đi hàng thương hiệu Winling của Đức nhá, giá là 100k. Lên cho em là bộ ba móng Đức nhá, bộ ba móng Đức giá sẽ là 100.000. Đấy, lên cho em là bộ ba móng Đức giá sẽ là 100.000 này. Bộ ba móng Đức này, bộ ba móng Đức giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ keo đa năng này. Đấy, lên cho em là keo đa năng xanh nhá, vỏ nó màu xanh này, bên em gọi nó là keo đa năng xanh. Lọ này của nó thì nó sẽ là dung tích là 60g nhá, 60g. Đấy, 60g như này. Đấy, con này thì dán đa năng luôn, trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt luôn. Đấy, đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì sẽ là 20k cho một típ keo đa năng như này nhá, 20k cho một típ keo đa năng như này các bác này. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản. Có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính lấy giống giống được mà. Có thể dùng để dán, vừa là được. Mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, con gì? Dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, đấy. Chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, ok các bác nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kẹo chuột này. Con này nó sẽ là một cái dòng kẹo siêu hấp dẫn chuột luôn. Màu của nó sẽ là màu hồng này nhá, màu hồng như này. Thì khi mà con chuột nó ăn thì nó sẽ giữ cả đàn đến ăn luôn và nó chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn. 30k cho một cái lọ kẹo chuột như này, một hộp kẹo chuột như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Thái Lan, đặc diệt chuột luôn. Đấy, nhiều bác bảo là bây giờ nó ăn vào rồi nó chạy vào trong gầm các cái gầm bàn, gầm ghế, gầm tủ nó chết không tìm được, thối ngậu hết cả nhà lên. Đấy, lên cho em là kẹo chuột nhá. Đấy. Kẹo chuột giá sẽ là 30k cho một lọ như này. Hàng này của nó bán thì thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, thị phần số 1 của Thái Lan luôn. Đấy, chết cả đàn cả đống luôn các bác nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 30.000. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên thanh lý cho bác một số các cái mã dây ổ điện nữa. Đấy, em còn ít thì xả nốt trong cái dịp Tết này để cho các bác về các bác sử dụng ăn lẩu ăn liếc hoặc là sử dụng làm các công việc. Đấy thì em sẽ lên tiếp tục lên để xả thanh lý nốt cho các bác nhé. Đấy,
Đầu tiên thì nó sẽ là con ổ H12 này. Con H12. Con này thì sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho một con ổ điện H12 như này. 160k. Đó. 160.000 con này thì sẽ là 1 2 3 4 5 6 7 ổ cắm luôn. Có 5 châm hít này. Đấy. Và dây giếc của nó rất là ngon luôn nhá. 160k. Các bác về các bác cắm vào các cái dòng nguồn tủ lạnh, tivi cái thứ thì cực kỳ là chất luôn. Đấy, và có công tắc này. Có công tắc như này nhá. Rất tiện ích luôn. 1 2 3 4 5 6 7 công tắc như này. H12 160.000 này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác là con H5 này. H5 150.000 này. H5 150.000 thôi nhá. 1 2 3 4 ổ cắm này. Đấy, con này là cũng là 4 ổ cắm luôn. Đó, đây cũng có 5 châm hít nhá. Hàng đều là hàng của Nhật hết. Rất chất lượng các bạn. Đây. Rất chất lượng luôn. H5 này, 150.000 này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con này, nó sẽ là một con con này các bác lên mã giúp cho em đó là N1 nhá. Đấy, con này lên cho em là N1 nhá. Con này dây khá là dài luôn, dây ổ khá là dài luôn. 1 2 3 4 5 6 7 7 ổ cắm có công tắc. N1 nhá. Giá sẽ là 150k. 150k cho cái ổ N1 như này nhá. 150.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con N2 này. Đấy, N2. Con này thì cũng rất là ngon luôn. Có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 ổ cắm cũng có công tắc luôn. Dây khá là dày và to nhá. Dây dày to luôn, dây 2.0. Đấy, lên cho em là N2 nhá. N2. Giá sẽ là 145.000. 145k cho cái ổ N2 như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái ổ N3 nhá. Đấy. Con này thì dây khá là to luôn. Đấy. Dây này của nó sẽ là dòng dây sản xuất 2004 này, 2004. Dây của nó thì nó sẽ là dây con này chắc chắn là dây của nó phải tầm khoảng từ 2 chấm trở lên các bạn. Đấy, 2 chấm trở lên, khá là to luôn. Đó. Và con này thì các bác lên cho em là N3 nhá. N3. 1 2 3 4 5 6 có công tắc luôn. N3 140.000. N3 này. Các bác lên cho em là N3 nhá. Đấy. Lên cho em là N3, giá sẽ là 140k nhá. Đấy, 140.000 cho cái ổ N3 như này. N3 nhá, 140.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái ổ N4 này. N4. Đây, 1 2 3 4. N4 120.000 nhá. N4 này. 120k, giá thanh lý, giá tốt cho các bác luôn. Đấy, dây to này, dây dài khoảng 2 đến 3 mét này. Dây 2.0 này. 1 2 3 4 công tắc, ổ cắm, 4 ổ cắm, 120.000 N4 nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái N5 này. N5, con này thì cũng là vừa sinh giống con kia. Đấy, N5, con này cũng là 130.000. N5 130k nhá. 130k cho cái ổ N5 như này. Đó. Tiếp theo thì con này là con N6 cũng 130.000 luôn. Đó, N6 này 130k. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là con N7 này. Con này thì đẹp hơn một chút, sẽ là 140.000. Đó. N7 140k nhá. Đó. Lấy cho anh cái bút mới, cái ngòi nó nhỏ tí. N7 140.000. Đó, bút mới à, hộp. Tiếp theo thì em lên cho bác cái mã đó là con N8 nhá. N8. Con này thì 1 2 3 4 5 ổ cắm này. Con này các bác lên cho em là N8 nhá. N8 giá là 100.000 nhá. N8 100k. Đó, N8 100.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì con này con là N9 này. Con này cũng vậy thôi. N9. Con này thì dây nó sẽ dài hơn con N8 một chút, sẽ là 110.000 nhá. N9 này 110k nhá. N9 110k. Đấy. Tiếp theo thì lên cho các bác cái con N10 này. Con N10 này thì cũng đây. Con này thì các bác lên cho em H14 nhá. Con này đang bán 160.000. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là H14 này chỉ còn cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. 120k cho con H14 này nhá. H14 120.000 các bác này. Đấy. Tiếp theo thì sẽ đến cho con này là có cả ổ cắm cả công tắc luôn. Đấy, có cả ổ cắm cả công tắc như này. Thì con này là 1, 2, 3, 4, 5, 6 ổ cắm 6 công tắc. Có dây dài như này. Thì con này các bác lên cho em là
N12 nhá. N12 giá sẽ là 170k nhá, 170k. Con này nó có một ổ cắm, một công tắc này cho nên nó đắt hơn một chút, 170.000. Đó. Tiếp theo là cái mã N13 nhá. N13. Con này thanh lý cho các bác giá 90k. 90k cho cái mã N13 như này. 1 2 3 4 5 6. Có ổ cắm công tắc rất là ngon luôn. N13. Tiếp theo thì cái mã này nó sẽ là N14 này. N13 rồi. Đấy. Đây. Mã này sẽ là N14 này. N14. N14. 120.000, 120k. N14 nhá, 120.000. Đấy. Mã này cũng vậy thôi. Mã này là N15, dây to hơn. Đấy, dây to hơn rất là to này. N15 nhá. Hàng made in Japan các bác này. Đấy. N15 này. Giá sẽ là 130k nhá, 130k cho cái mã N15 như này. 130.000. H12 này. H12 120.000 này. Đó. N16 này cũng 120.000 luôn. N16 120k. Đó. Bán đồng giá cho các bác luôn. Đó. Con này là N17 này. Giá sẽ là 80.000 này. N17. 80k nhá. 80k cho cái mã N17 như này. Đấy, lên cho em là N17 giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì mã N18 này cũng 120.000 luôn. N18 120k. Đó. Tiếp theo thì sẽ là mã. Cái này thì nó là một cái dòng dây ổ nối này. Đấy. Tiếp theo là mã H7 này. H7 130.000. Về cho các bác giá còn 100k nhá, 100.000. Thanh lý nốt cho các bác này. Đấy, dây to, nguồn to, dài. Đấy, rất là xịn luôn. Về nhà các bác có thể dùng cắm trực tiếp. Đấy, rất là ngon nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mã. Con này rất đẹp này. Dây mới trắng đẹp chưa? Đó, dây mới trắng đẹp các bác này. Con này thì sẽ là N22 này. N22. Giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con N22 nhá. Tiếp theo là con N23 70.000. N23 70k nhá. 70k cho con N23 như này. Đó. Con này là N24 nhá. N24 60k. 60k. Đó. Tiếp theo là con N25. N25 con này 50.000. N25 này. N25 50k. 50.000 nhá. Đấy, con này sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì đây, con này thì nó sẽ là N26 này. Có cả ổ cắm cả công tắc luôn. Thanh lý nốt cho bác giá 100k. N26 100k. Đó, 100k. Con này nó sẽ là mã số 7 này, 210.000. Đấy, dây nó sẽ là dòng dây nguồn như này, hai dây dây nguồn như này. Đó. Đây thì một số mã dây nguồn nữa. Đó, con này thì sẽ là mã N28 này, thanh lý nốt cho các bác này, N28. 1 2 3 4 3 ổ cắm, N28 này thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 40.000. N28 40k nha. 40k cho N28 này. Đó. Còn hai con này thì rất là ngon luôn. Đấy. Con này thì lên cho em là N29 này. N29. Con này sẽ là 70k nhá. 70k cho con N29 như này. 70.000. Đó. Dây trắng đẹp luôn. Đó. Rồi. Ok các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Nay thì em lại lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Nhận hàng các bác kiểm tra thanh toán giúp cho em. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái sản phẩm giấy lau giày các bác. Đây. Một bịch của nó thì nó sẽ là 30 tờ. Đấy, theo như mặc định đây thì là 30 tờ. Còn
Đấy, về nhà các bác chỉ việc là bóc ra cho em này, sau đó mình lấy cái tờ giấy này ra này, lấy tờ giấy này ra. Đó, mình có thể là lau giày, lau dép, lau bàn, lau ghế đều được hết nhá. Đặc biệt là các bác lau về phần kính thì rất là sạch luôn. Và đây em sẽ mô phỏng trực quan sinh động luôn nhá. Đấy, đây là cái chiếc dép của em nó rất là bẩn này. Đấy, dép của em nó rất là bẩn nhá. Các bác có thể quan sát trước và sau nhá. Đó, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó. Mình lấy anh cái gì ạ? Đấy, em sẽ test thực tế cho bác xem luôn. Đó, đây. Thì cái này của nó thì nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông, xà phòng rồi là các cái chất tẩy rửa để nó giúp làm sạch các bác nhá. Đấy. Thì đây em sẽ đánh đi này, đánh đi. Đánh đi đấy, cái dép của em nó rất là bẩn luôn. Đó. Thì em sẽ đánh sạch đi cho các bác xem. Đấy. Các bác chỉ cần là đánh đi như này. Nếu mà cái nào mà nó bẩn quá thì các bác để một lúc nhá, để một lúc cho cái xà bông này nó ngấm vào, sau đó thì các bác đánh sạch đi cho em là ok. Đấy, các bác cứ để cho cái xà bông nó ngấm vào. Đấy, đây. Các bác quan sát này. Đấy, đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, em mới đánh qua thôi mà nó cũng đã sạch đi rất là nhiều rồi. Đấy, so với bên này nhá, bên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy, thì đây, hai chiếc dép đây. Đấy, các bác thấy không? Đánh đi cái sạch đi rất là nhiều luôn. Đấy, đôi dép than tổ ong huyền thoại của em nhá. Đấy. Đôi dép than tổ ong màu cam huyền thoại bi tít nhìn lỗ các bác này. Đấy, rất chất chơi luôn. Thì con này thì bên shop đang bán cho bác cái giá đó là 20k nhá, 20k. Lên cho em là giấy lau giày nhá, 20.000. Và bên shop bán combo là 3 bịch thì sẽ là bằng 50k nhá. 3 bịch bằng 50.000. Giá rất tốt cho các bác luôn. Nên mã giúp cho em là giấy lau giày. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Con này thì hai chức năng, vừa làm đèn ngủ vừa là để đuổi muỗi được luôn, rất tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45k một chiếc. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác. Đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi này nhá, 45k. Đó, vừa làm đèn ngủ vừa làm đèn đuổi muỗi luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bạt phủ xe nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bạt kích thước chiều ngang của nó thì sẽ là 1m và chiều dài là 2m nhá. Đấy, chiều dài là 2m, hơn 2m một chút và chiều ngang là 1m. Đấy, rất là rộng luôn. Chiều ngang là 1m nhưng mà nó sẽ có cái lòng ở giữa như này các bác này. Đấy. Đấy, khi các bác dở ra thì nó sẽ như này, thì nói chung là nó sẽ là hai chiều, nó đều là 2m hết nhá. Đều là 2m hết, rất là to luôn. Thì các bác phủ một con xe SH là xe to cũng rất vừa luôn. Đấy, kể cả xe SH to cũng vừa nhá. Rồi các cái dòng xe nhỏ, xe đạp điện đều vừa hết. Thì dòng này của nó sẽ là 50.000. Và nó sẽ là vải bạt nhé. Vải bạt cho nên nó rất là bền. Nó là dòng vải bạt và có tráng ni lông. Có tráng ni lông cho nên là vừa chống nước, vừa bền đẹp chắc chắn nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 nhé. 50.000 cho một cái bạt phủ xe như này. Hàng to, rộng rãi, tha hồ, thoải mái cho các bác sử dụng. Thì các bác có thể là phủ lên xe đạp này, xe máy này, hoặc xe đạp điện này, hoặc là các bác xe cộ mình để trong nhà, hoặc là các bác dùng mình đi làm thì mình cũng cho vào được hết các bác nhá. Đấy, cũng sử dụng được hết, nó rất là tiện. Và giá thì shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 45.000 nhá, à 50.000. Đấy, lên cho em là bạt phủ xe này đó, bạt phủ xe giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy. Em các bác có nhu cầu mua hàng xem tham khảo và đặt hàng thì nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua cho anh em nhé. Đấy. Đó, một con bạt phủ xe, chất liệu của nó sẽ là bằng vải bạt anh em nhé, vải bạt cho nên nó rất là bền. Đấy, chống nước cực kỳ tốt luôn. Đó, chống nước cực kỳ tốt. Đây là mình đang phủ lên một con xe như này anh em nhé, một con xe số nhá, xe số xe ga, nói chung là chơi được hết anh em nhé. Giá thì cực tốt cho anh em luôn. Anh em mua hàng nhấp ngay vào giỏ hàng xem tham khảo đặt mua nhá, rất là nhỏ gọn luôn. Con này gấp vào nó rất là nhỏ gọn thì anh em dùng nó rất là tiện nhé. Đây nhá anh em nhá, nhấp gấp vào nó sẽ rất nhỏ gọn như này anh em này, nhỏ gọn như này thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái súng massage qua nhá. Đấy, các bác lên cho em là súng massage, nó là hình khẩu súng như này, nó hình khẩu súng như này.
Đấy, cho nên là bên em gọi nó là súng massage nhá. Súng thư giãn, súng thư giãn các bác nhá. Đấy, lên cho em là súng thư giãn này. Giá là 170k thôi. 170 cành cho một em súng thư giãn như này. Em này thì rất là tiện. Hàng thì nó sẽ là hàng có 6 chế độ và có 4 đầu rung nhá, 4 đầu rung các bạn. Đấy, có 4 đầu rung như này. Khi các bác về sử dụng thì nhấp lì cho em. Đấy, nhấp lì sau đó thì tăng cấp độ đây, sẽ có 6 cấp độ rung. Đấy các bác thấy không? Rung này. Ghê chưa? Rung rất là mạnh nhá. Đấy. Đấy. Đấy các bác thấy không? Rất là mạnh. Rung dày luôn. Đó thì con này về các bác có thể dùng để massage cổ vai gáy, các bắp tay bắp chân, nói chung là đều được hết nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác, cái giá chỉ có 170.000 thôi. Kèm cho các bác là một củ sạc này, động cơ là động cơ dây đồng không chổi than, rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đấy, dây đồng không chổi than, có kèm một cáp sạc như này. Đấy, về nhà các bác dùng để massage cổ vai gáy, bắp tay bắp chân đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con dao này. Đấy. Con dao chặt đây, hàng của Nhật, thương hiệu Seki. Đấy, đây. Thương hiệu Seki này. Con này thì nó sẽ nặng khoảng đặt trên cân cho anh chị. Lên. Cứ đặt đi để trừ bi đi. Con này thì nó nặng khoảng 7 lạng các bác nhá. Đấy, nó nặng khoảng 6 đến 7 lạng, 6-7 lạng, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đấy, made in Japan. Chữ này của nó là chữ made in Japan, hàng của Nhật đấy nhá. Chữ made in Japan này. Đấy. Con này nặng khoảng 6 đến 7 lạng. Con này thì chặt cực kỳ làm tay luôn. Dày thì nó vào khoảng là 4-5 ly nhá. 4-5 ly khá là dày luôn đấy các bác. Đấy, con này thì chắc khoảng 5 ly, rất dày luôn. Thì các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá này. Đấy, lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Lên cho em là dao chặt gỗ. Chặt gỗ, cán nó bằng gỗ nên em gọi nó là dao chặt gỗ này. Chốt 3 đinh như này. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con dao chặt gỗ hàng của thương hiệu Seki như này. Logo của hãng đây. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái kéo cắt cành trên cao này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Đó. Một thân kéo như này, một cái dây để các bác kéo này, một lưỡi cưa nhá. Một lưỡi cưa luôn. Lên cho em là kéo cành trên cao, giá thì chỉ có 130k thôi. Giá rất rẻ các bác, mới kéo to đẹp như này mà giá chỉ 130.000 thôi. Về nhà các bác cho cán sắt, cán gỗ, cán inox vào đây đều được hết nhá. Đấy, đây em sẽ có video thực. Đây các bác nhá, đấy về nhà các bác lắp cho em cái xào vào này. Xào gỗ hoặc là bằng sắt hoặc là bằng tre đều được hết. Đấy, đưa lên mình cắt này rất là ngon luôn. Các cái cây cành trên cao các bác cắt nó rất là tiện, đừng trèo lên cây rất là mất an toàn nhá. Đấy, mình thích cắt tỉa cây mình chỉ cần lắp vào như này là cắt tỉa thôi. Lắp đặt dễ dàng, dùng cực kỳ là ngon và kéo lực đẩy rất là tốt nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới bác 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đây nó sẽ là một con cân rất là tiện ích này, hàng nội địa của Nhật nhá. Kính cường lực, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đây, lắp pin vào cho em này. Đấy. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100.000 cho cái con cân sức khỏe này thôi. Lên cho em là cân sức khỏe, giá sẽ là 100k nhá. Cân lực tổng là 180 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em, sau đó thì mình bật lên là mình sử dụng thôi. Đấy, bật lên là mình sử dụng cho em nhá. Đây em sẽ cân test thử cho các bác xem luôn. Đó, con này nó có cả cập nhật nhiệt độ luôn đấy các bác này. Đấy, cập nhật nhiệt độ đang là 22 độ C này. Đấy, cân được 180 cân tổng thể nhá. Cân nặng của chủ shop hôm nay đang là 67 cân. 67 cân các bác nhá. Đấy. 67 cân so với bình thường là em cũng đang giảm được khoảng gần 2 cân các bác nhá. Đấy. 67 kg các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000, 100.000 cho con cân sức khỏe như này. Lên cho em là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn. Có cả cập nhật nhiệt độ luôn. Cân được tổng là 180 cân. Đấy, tổng là 180 cân và con này của nó thì nó sẽ là mặt kính cường lực 5 ly nhá. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Có cả cập nhật nhiệt độ cho các bác này. Đấy, nhiệt độ này. Rất tiện ích luôn nhá. Pin thì rất là bền, các bác lắp một đôi pin này dùng cho em 1-2 năm thoải mái. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật, đây nó sẽ là một con đèn cao cấp nha, hàng của thương hiệu Japan các này, Polis made in Japan đó. Thì đây nó sẽ có cho các bác là một cái đèn sáng ở bên hông này. Đấy, rồi chế độ nhấp nháy cảnh báo này, rồi đèn sáng đằng trước này. Các bác cứ giữ lì cái phím này cho em là nó sẽ chuyển nhá. Có cho các bác một cáp sạc này.
Rồi có cho các bác là chế độ phá kính này, chế độ cắt dây này. Đấy. Rồi rất là nhiều các cái chế độ khác nữa các bác nhá. Đó, rồi có chế độ cho các bác là còi hú này. Đấy, rồi la bàn này. Còi hú này, la bàn này, nói chung là rất là nhiều chức năng luôn. Mà con này thì giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có cả tấm pin năng lượng mặt trời đây, pin đang sạc đang đèn xanh như này. Đấy, dây đeo, dây giếc đàng hoàng. Nói chung là con này nó sẽ là một con đèn đa di năng và rất là tiện ích cho anh em các bác sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, hoặc anh em làm thợ làm nghề, hoặc là các bác đi xe đi cộ có rất là tiện, có chức năng phá kính luôn. Giá sẽ là 180k. Lên thì em là đèn cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật này. Cảnh sát Nhật giá sẽ là 180.000 một con như này, rất ok cho các bác sử dụng luôn. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Vốn lại tiếp tục về các mã hàng. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn hàng về ngập tràn. Đấy, các cái mặt hàng Tết phục vụ các bác. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên thì em lên cho bác đó là cái massage chân các bác nhé. Đấy. Cái này các bác gọi là massage chân được mà gọi là thảm massage cũng được. Đây nó sẽ có cho các bác là một cái miếng thảm như này. Và nó sử dụng bằng cả là bằng điện. Và nó là dạng là bằng pin như này nhá. Đấy. Nút màu đỏ này là nút bật nguồn này. À, nút dấu cộng này là bật nguồn, nút dấu trừ này là tắt nguồn này. Đấy, còn chữ M này thì các bác sẽ là thay đổi chế độ nhá. Các bác lắp vào đây chị em, lắp vào hai cái mắt này. Và cái này thì nó sẽ có cho các bác là một cái chân sạc như này. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá đó là, cái này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là massage chân nhá, giá sẽ là 60k. Lên cho em là thảm massage chân thôi, massage chân này. Massage chân giá sẽ là 60k nhá. Em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân. Kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi, mua một tặng. Thảm massage chân công nghệ EMS Nhật Bản đang là một thiết bị chăm sóc sức khỏe được nhiều người săn đón trên thị trường hiện nay. Ưu điểm nổi bật của dòng máy foot massage, massage trị liệu cho ngón chân, gót chân, bàn chân. Kích hoạt massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi, đau nhức nhanh chóng. Hồng ngoại massage tán cho lòng bàn chân, kích hoạt cho các khớp xương, giảm viêm khớp. Máy ép cơ thể đánh tan lượng mỡ thừa trong cơ thể, điều trị chứng mất ngủ hiệu quả, giảm nguy cơ đột quỵ, các bệnh béo phì, tăng lưu lượng máu để giữ sức khỏe, tăng cường tiêu hóa. Cơ chế tác động đến 3 chiều của bàn chân với các chức năng massage, rung, xoa bóp từ nhẹ đến mạnh giúp massage sâu mang lại sự khoan khoái, thư giãn cho người sử dụng. Nhỏ gọn và tiện lợi, mua ngay hôm nay để nhận ưu đãi. Đấy, giá thì chỉ có 60.000 thôi các bác nhá. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ khẩu 12 chi tiết. Giá thì sẽ là 160.000 cho một bộ như này. Sản phẩm thì nó sẽ là thép CLV không gỉ, mạ chrome, sáng bóng đẹp, vừa đẹp vừa bền đẹp vừa chắc chắn. Và giá rất hợp lý nha, chỉ có 160.000 cho một bộ này thôi. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nguyên một cái tay lắc như này đã phải mất cả 100 đến 120.000 này coi nhá. Đấy, mà bên shop bán cho bác cả một bộ như này, bao gồm cho bác là một tay công này. Đấy. Đấy, một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu nhá. Một tay công, một tay nối dài và 10 đầu khẩu như này. Khẩu của nó thì sẽ là từ 8 đến 24 nhá. Từ 8 đến 24. Đó. Các bác có thể lắp trực tiếp này được luôn. Lắp trực tiếp này để mình sử dụng này. Đấy, lắp trực tiếp này. Đấy, có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều cho các bác luôn. Ngoài ra thì các bác có thể lắp vào cái tay nối dài này để đưa vào các cái vị trí xa này. Đấy, các cái vị trí xa thì mình đưa con nối dài này vào. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là khẩu 12 chi tiết nhá. Bình thường nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua một cái tay công này thôi đã phải 120-150 rồi. Thế mà một cái bộ khẩu 12 như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 160k, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái led pháo hoa nhá.
led pháo hoa đây đấy, nó rất là đẹp luôn các bác, lắp đặt thì rất là dễ dàng và giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180k cho một bộ led pháo hoa như này. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy. Đây, lắp lên nó sẽ như này, rất đẹp luôn, nói theo. Đấy, lắp lên nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác sử dụng nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 cho một bộ led pháo hoa này thôi. Lắp đặt thì rất là dễ dàng và sử dụng thì cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tuyệt vời luôn nhá. Các bác có thể dùng điều khiển trực tiếp này hoặc là dùng qua các app nhá. Ok, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Một hộp này của nó thì sẽ là 1, 2, 3, 4, 5 mũi như này, một hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, một hộp 5 mũi và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 5 mũi khoan đa năng đen như này, hộp 5 mũi khoan đa năng đen, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, 1 mũi 12, hộp 5 mũi khoan đa năng đen, rất là tiện ích luôn. Mũi kế các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi đường này. Giá thì sẽ là 110k nhé, 110.000. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng đen. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? À, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái thuốc trị thuốc bôi trĩ các bác nhá, thuốc bôi trĩ. Đấy, thuốc bôi trĩ thì nó sẽ là dạng kem nhá. Bác nào chuyên bị trĩ nội trĩ ngoại này, đau bôi trĩ rồi co bôi trĩ, xa bôi trĩ, các bác dùng cái này cho em. Đấy, trĩ nội trĩ ngoại đều dùng được hết nhá. Đấy, đau co rồi xa bôi trĩ các bác dùng cho em đều ok hết nhá. Nó là dạng kem, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Đấy, kem dùng rất là tốt và an toàn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bao nhiêu nhỉ? Một cái lọ thuốc kem trĩ như này giá của nó sẽ là 30.000 nhá, 30k. Cái này thì lâu lắm rồi bên shop mới lại có hàng về thôi. Và giá rất hợp lý nhá, 30k. Đấy, bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ đều dùng được hết nhá. Hàng của Ditami các bác này. Đấy, rất là tiện ích và an toàn cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời. Đấy, thì hôm trước hết hàng, đợt này mới lại có hàng về nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay bằng tre này. Đấy. Tiếp theo là một cái khăn này, một cái khăn lau này, một cái âu để các bác một cái khay đựng nước này. Đấy. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên. Cái chuyên này thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi, chuyên trong lòng bàn tay này các bác nhá. Đấy, một chuyên này. Đấy, tiếp theo là một cái hũ đựng trà này. Hũ đựng trà này thì so với cái chuyên này thì các bác sẽ pha được từ 3 đến 5 chuyên trà này. Đấy, và 6 cái chén nhé. Đấy, 6 cái chén. Sản phẩm thì chất liệu của nó là bằng đất nung nhé. Bằng đất nung. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích luôn. Đấy, 6 cái chén như này các bác này. Đấy, đấy, 6 chén như này. Đấy, combo cho các bác là 6 chén luôn. Đấy, 6 chén như này. Bằng đất nung rất là đẹp này. Đấy, chuyên chiếc của nó rất là ngon luôn. Và có cả bình đựng chè luôn nhé. Chuyên rất là ngon luôn. Đấy, đất nung của Nhật nhá. Có cả bình đựng chè luôn. Giá thì sẽ là 140.000. Đó. Lên cho em là ấm mặt trời nhé. Các bác lên cho em là ấm mặt trời này. Giá sẽ là 140k. Đó, ấm mặt trời nhé. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k. 140.000 thì cái bộ ấm mặt trời như này. Rất tiện ích luôn. Đầy đủ khăn, rồi giấy lau này. Đựng trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà. Rất đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Giá thì chỉ có 40.000 cho một típ thôi. 40.000 cho một típ kem đánh răng. Cái gì? Đây nó sẽ là một dòng kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Đây, của Median của Hàn Quốc này. Đấy, đây. Made in Korea này. Made in Korea. Hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn. Con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đây, 120g, Made in Korea này. Tỷ lệ làm trắng răng của nó thì lên tới 93% luôn. Đấy, tỷ lệ làm trắng lên tới 93%. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng này. Đấy, đây, đấy. Chất liệu của nó thì kem trắng như này nhá, kem trắng như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng không có niêm phong nhá. Hàng không có niêm phong đâu. Cho nên là các bác cứ sử dụng thôi. Đấy, thì hàng không có niêm phong đâu. Không, nhiều lúc về các bác nhận hàng các bác lại bảo là dùng giả thì nó không đúng. Hàng nó chỉ có như này thôi, nó không có niêm phong vâng nhá. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% và thị phần bán của nó là số 1 của Hàn Quốc luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một típ kem đánh răng như này thôi. Dung tích của nó là 120g, Made in Korea nhá. Đó,
Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là Kia. Hả? Một cái bình để đựng nước này. Đấy, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ. Con này thì giá chỉ có 80.000 thôi. 80.000, hàng inox 304, dày dẫn chắc chắn, nắp có gioăng cao su như này, rất chắc chắn cho bác luôn. Đấy, nắp có gioăng cao su rất chắc chắn nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là bình 20 nhá, bình 20 này. Bình 20, dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. 2 lít cả vỏ, giá sẽ là 80k cho một con bình như này nhá. 80.000 cho một con bình như này. Giá siêu rẻ luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng nước uống này, đựng nước lọc này. Đấy, hoặc là đựng các cái loại trà. Đấy. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt đâu cô nhé, không có tính năng giữ nhiệt đâu. Đấy, nó chỉ là một cái bình đựng nước thông thường thôi. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi, chỉ có cho các bác là 80k thôi. 80k cho một con bình như này. Đó, 80k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15k. 15.000 cho một con lọc rác inox như này, 15.000. Đó, con này thì rất tiện ích các bạn. Các bác có thể dùng để mình cho vào cái chậu rửa bát ấy. Đấy, chậu rửa bát nhà mình ấy là mình cho vào mình dùng để mình lọc rác thì nó cũng rất là tiện. Đấy, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Đây các bác này, đấy nó sẽ là một cái lọc rác như này thì nó rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Bác dùng cái thường thì nó rất là bẩn thỉu nhưng mà cái này các bác dùng đấy, đặt vào cái là nó chảy xuống là rác nó sẽ đọng lại luôn và thoát nước nhanh, rất tiện ích luôn. Giá chỉ có 15.000 thôi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác các cái mẫu khò ga nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là bom hàng. Đó. Mẫu khò ga thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái khò ga trắng này, khò ga trắng. Con này thì sẽ là 50k. 50k cho một chiếc khò ga trắng như này. Giá thì chỉ có 50k được cô nhá. Đó, giá sẽ là 50k một chiếc khò ga trắng như này. Con này thì nó cũng là dòng đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động hết các bác này. Rất là tiện ích luôn, dòng đánh lửa tự động 50k một chiếc như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng này. Đó, 50.000. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu khò ga đại này. Đấy, khò ga đại nhá. Con này thì cũng là hàng của Nhật đây, Kabushi Japan này. Đó, con này thì sẽ là 120k nhá. 120.000 cho cái mẫu khò ga đại như này. Con này cũng rất tiện ích sử dụng luôn. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, 120.000. Con này thì nó to hơn. Đấy, cái đầu tiếp xúc lửa của nó, đầu đồng to hơn, dày dẫn hơn và to hơn thì sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Cho nên là các bác dùng ít thì mua con 50.000, dùng nhiều thì phải mua con 120 này. Ngoài ra thì nó sẽ có một con bằng đồng như này. Con bằng này là nó sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối. Con này thì khi mà các bác sử dụng ấy thì các bác phải tự động mồi bằng máy lửa, mồi bằng lửa bình thường tại vì con này nó sẽ không có đánh lửa tự động. Nhưng mà ưu điểm của nó sẽ là một cái hàng đúc trực tiếp như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là bền nhá. Rất là bền bỉ và chắc chắn cho các bác luôn. Đó, rất bền bỉ chắc chắn, hàng đúc đồng như này. Kết hợp với các loại bình ga mini của Việt Nam mình là đều vừa hết nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em là khò ga đồng nhá. Khò ga đồng này, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho chiếc khò ga đồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đá mài của Nhật nhá. Đá mài của Nhật, hàng của thương hiệu Katashiwa, made in Japan. Đấy thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là độ mịn là 5.000, 10.000 và một mẫu là độ mịn 3.000, 8.000 thì bên shop sẽ lên nó sẽ là đá đỏ và đá vàng. Đấy. Thì cái mẫu đá đỏ này sẽ là 70.000 đúng không? Đá đỏ này sẽ là 70.000 nhá. Các bạn lên cho em là đá đỏ này. Đấy, đá đỏ sẽ là 70k. Đó và độ mịn của nó sẽ là 3.000 trên 8.000 nhá, 3.000 trên 8.000. Đó, hàng thương hiệu Katashiwa made in Japan này. Con này mài dao thì siêu sắc siêu bén cho bác luôn. Ngoài ra thì con này là cái đá vàng này thì cao cấp hơn một chút nhá. Độ mịn là 5.000, 10.000. Các bác lên cho em là đá vàng này. Đó, đá vàng. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 5.000 trên 10.000 và giá thì sẽ là 90k nhá. 90k cho một viên đá vàng như này. Đấy, thì các bác muốn lấy đá đỏ thì lấy mà lấy đá vàng thì lấy. Đấy, độ mịn càng cao thì mài dao càng nhanh bén cho các bác nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho viên đá vàng như này thôi. Và 70.000 cho một viên đá đỏ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Có miếng cao su lót như này các bác để trên nền mình mài dao nó khỏi trơn trượt, rất là tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bật lửa ngọc nhá. Đấy, bật lửa ngọc, nó có hình viên ngọc như này. Và con này về nhà các bác đổ xăng vào cho em nhá. Đấy, về nhà các bác đổ xăng thơm vào hoặc là dầu đốt vào cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, có sẵn đá này rồi. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, nó có hình viên ngọc như này. Lên cho em là bật lửa ngọc này. Con này thì sẽ là 130.000 cho một con bật lửa ngọc như này, có một màu thôi à.
Đấy, 130.000 nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là có màu bạc không? Đấy, nó sẽ có cho các bác là màu vàng. Con này mang ra để gắn cái ấy vào. Lấy cái cứ để trên ấy tí anh gắn. Cứ mang ra ngoài mang cái bàn đi. Đấy, nó sẽ có màu vàng và màu bạc như này nhá. Màu vàng màu bạc này các bác lấy màu nào thì lấy này. Đấy, các bác lấy màu nào thì lấy. Màu bạc này thì em còn có ít thôi, chủ yếu là màu vàng thôi nhá. Đó. Lên cho em là bật lửa ngọc nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái dòng bật lửa, đó là cái bật lửa đồng hồ nhá. Con này thì nó sẽ là bật lửa đồng hồ. Sẵn đồng hồ luôn. Con này thì nó sẽ là dùng ga, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em. Và con này ở đây thì nó sẽ có thêm cho các bác một cái đồng hồ. Có một cái đồng hồ và có đèn sáng nhá. Có đồng hồ có đèn sáng như này các bác này. Đấy, có đồng hồ có đèn sáng như này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con bật lửa như này, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100k. Lên theo là bật lửa đồng hồ, giá sẽ là 100.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con thước laser nhá. Đấy, thước laser. Thì đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích. Bên em bán rất là nhiều rồi, em cũng giới thiệu nhanh qua cho các bác thôi. Đó, con này thì nó sẽ là một cái dòng thước mà các bác dùng đa di năng luôn. Có 3 thước này, nghiêng, đứng này, nằm này. Đấy, thước đo livo nghiêng đứng nằm này. Có một con thước rút nhá, có một con thước rút này các bác này. Đấy, thước rút 2,5 m. Đấy, một con thước rút 2,5 m như này nhá. Đấy. Và có một cái thước đo 15 cm này, một thước đo 15 cm và một cái thước đo này theo số của Tây này. Đấy, và về nhà các bác giật cái lót này ra cho em. Đấy, giật cái lót pin này ra và các bác bật lên thì đây nó sẽ có cái tia laser như này nhá, có cái tia laser như này. Đây. Thì các bác có thể đo góc vuông này. Đấy, đo góc vuông này. Đấy, hoặc là đo cạnh đứng cạnh nằm nhá. Đấy. Khi các bác đo các cạnh thì các bác gạt cái này cho em này, gạt cái này nhá. Đấy, gạt cái này là lấy cạnh đứng này. Đấy, gạt xuống như này lấy cạnh nằm này và gạt cái giữa này là lấy góc vuông nhá. Thì các bác cứ gạt cái tia này đi cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái nấc ở đây, các bác gạt đi cho em để mình lấy đứng nằm nghiêng. Đó, và công tắc bật ở đây. Giá thì chỉ có 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thước laser nhá, thước laser. Đấy, 90k thôi một em, thước laser như này. 90k. Đấy. Giá của nó sẽ là 90k trong con thước laser như này nhá. Sau thì em lên cho bác cái chổi lau bàn bếp nhá. Con này thì nó rất là tiện, các bác quan sát trên video này. Các bác có thể lau bàn bếp này, lau dọn vệ sinh này, sau đó thì nó sẽ tự vắt như này. Treo lên rất là tiện ích luôn. Đó. Và có thể xoay được nhá. Đấy, bàn bếp các thứ bẩn này các bác chỉ cần gạt vào cho em là xong. Đấy, sau đó thì mình lau chùi đi, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, không thể tin nổi luôn. Đây em nó đây các bác này. Đấy, về nhà các bác nhận được hàng thì nó sẽ là một cái tay giờ như này. Các bác lắp vào cho em. Đây, lắp vào đây như này. Đấy, lắp vào này rất là đơn giản thôi. Các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này vào là xong. Đấy, đặt xuống là đẩy cái lẫy này là nó trượt vào là xong nhá. Đấy, các bác thấy không? Đây, khi các bác vắt thì mình sẽ kéo vào như này, nó sẽ vắt vào này. Đấy, bỏ ra thì mình sẽ bỏ ra mình lau dọn như bình thường. Đấy, lau như bình thường nhá. Con này thì nó thấm nước rất là tốt luôn. Đấy, lau xong thì các bác lại vắt mình cho vào, rất là tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên mã giúp cho em là chổi lau bàn bếp nhá. Chổi lau bàn bếp giá sẽ là 40k. Chổi lau bàn bếp này. Chổi lau bàn bếp. Bàn bếp nhá. Giá sẽ là 40k. Cái này thì em vừa cho các bác xem video rồi đấy. 40.000 cho cái chổi lau bàn bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao 3 con nhá. Thì các bác có thể mua theo combo 3 chiếc này. 3 chiếc như này, hoặc là các bác có thể mua từng con một tùy theo. Đấy. Thì nếu mà các bác mua 3 con này thì giá của nó sẽ là 260.000 nhá. 260.000 bao sim tận nhà. Xé ra tờ giấy. À đây. 260.000 bao sim tận nhà cho các bác luôn. Đó, 260.000 cho 3 con dao cán gỗ như này, 260.000. Đấy, còn nếu các bác mua lẻ thì con dao Thái này của nó sẽ là 80.000 nhá. Hàng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Con Thái này là 80.000, chiều dài khoảng 30 cm, bản của nó khoảng 4 cm nhá, chiều dài khoảng 2 ly. Hàng của Nhật đây, Japan này, Seiki Japan. Con này thì sẽ là 80k nhá. 80.000 các bạn. Đây, con này sẽ là 80.000 này, 80.000. Còn con này thì giá nó sẽ mềm hơn một chút, là con này nó sẽ là dao gọt nhá. Con dao gọt này thì giá chỉ có 40k thôi. Đây, 40k cho con dao gọt này các bạn này. Đấy, 40k. Đấy, còn các bác mua con dao chặt thì giá của nó sẽ là 180.000. 180.000 cho con dao chặt thế này, Seiki Japan made in Japan này. Con dao chặt này nặng khoảng 7-8 lạng. Cực kỳ là đầm tay luôn, 7-8 lạng đến 1 cân nhá. Đấy, tấp nhất là phải có 7 lạng cho các bác luôn. Chặt cực kỳ là ngon, đầm cay luôn. Hàng của thương hiệu Seiki Japan này. Đấy, Seiki Japan. Hộp tiếp các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đây, Seiki Japan made in Japan, chữ khắc chìm này. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 con này thôi. Đấy, còn nếu các bác mua combo 3 con thì sẽ là 260, thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đấy, con này 80.000 cộng với con này 180 đã là 260 rồi.
mà bao ship thì ngẫu nhiên là được tặng thêm con này nữa. Đấy thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ giá sẽ là 260.000. 3 dao cán gỗ 260.000. Đấy các bác nhá, rất là rẻ thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khoan mini nhá. Đấy. Đây nó sẽ là một cái con khoan cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, rất là tiện ích này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu khoan như này. Con này có thể xoay đảo chiều nhá. Xoay, các bác nhấn vào đây này, nhấn cái lẫy này cho em để xoay đảo chiều từ hình khẩu súng sang hình thẳng như này. Đấy. Rất là tiện ích nhá và có đảo chiều luôn. Và các bác lắp cho em cái mũi vít này vào này. Lắp mũi vít này vào. Các bác mua một cái bộ này thì sẽ có rất là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác thì rất là tiện ích luôn nhá. Cực kỳ là nhiều chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu vít này. Các đầu vít này, mình không thích thì mình lại ấn cái này để mình xoay ngược trở lại này. Đấy. Sẽ có cho các bác là đầu vít này, đầu vít, đầu mũi khoan này, đầu khẩu này, rồi là một cái bộ 30 đầu vít như này. Đấy, combo cho bác giá chỉ có 180.000 thôi. 180.000 mà mình có tới là rất nhiều chi tiết cho các bác luôn. Và đây thì sẽ có cho các bác một con tay lắc như này nữa. Con tay lắc để đưa vào vị trí khó mình khoan mình đục này. Đấy. Giá sẽ là 180.000 cho cái bộ khoan mini này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái fix đun sôi nhá. Thì đây nó sẽ là một con fix rất là tiện này, để cho các bác đun nước rồi giữ nước cho các bác luôn, giữ nóng luôn. Đấy thì em gọi nó là fix đun sôi tại vì nó vừa là đun nước vừa là giữ nóng luôn. Dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ cho các bác luôn. Rất dày dẫn chắc chắn, hàng thương hiệu Cúc-cu của Hàn Quốc. Đây, công suất của nó sẽ là 1500W này, sử dụng điện 220V này, 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, rất là ngon lành cho bác luôn. Xoáy nắp ra này. Đấy, xoáy nắp ra, cho nước cho vào xong là đó là mình đun này. Mình đun xong thì mình cứ để này thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và giá thì cực kỳ là ưu đãi cho anh em các bác nhá. Đấy. Đây, nhấp này là nó sẽ ra nước này. Đấy. Và cái này của nó thì cơ chế là nóng là tự ngắt nhá, nóng tự ngắt. Các bác chỉ cần đặt lên này nó ăn lẫy rồi, nóng nó tự ngắt. Đấy, và các bác không thích là để nóng liên tục thì các bác bỏ ra, khi nào mình cần thì mình đặt vào. Giá chỉ 180.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 180.000, bỏ trong cái cầm lồng đi. Lên mã giúp cho em đó là fix đun sôi nhá, fix đun sôi. Fix đun sôi này. Fix đun sôi. Giá sẽ là 180.000 một chiếc nhá. Đấy, đây. Dung tích 3 lít này, 1500W này, điện 220V. Đó. 3 lít cả vỏ. 3 lít cả vỏ nhá. Đấy, mặc định nhà sản xuất là 3 lít đây, nhưng mà nó là 3 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cặp lồng, các bác có thể mang cơm đi, mang đồ ăn đi rất là tiện. Giá thì siêu hạt rẻ, chỉ có 180.000 thôi. Quá rẻ luôn. Đấy. Các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, mang thực phẩm đi hoặc là có thể nấu chín cơm được luôn nhá. Đấy, nấu chín cơm cũng ok. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là hai tầng. Đấy, hai tầng như này và đây nó sẽ là có dây nguồn cắm này, rồi đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đấy, đây. Thì về nhà các bác đổ nước vào đây cho em, đổ nước vào đây. Sau đó thì mình có thể cho cơm, cho gạo vào đây nấu bình thường nha. Bình thường nếu bây giờ các bác đi mua cho em một cái ô inox xịn như này thôi đã phải mất 30.000 một chiếc rồi. Thấp nhất là 30.000 một cái chiếc ô inox xịn như này, là 4 chiếc là 120 rồi. Thế mà đây mua cả combo như này, cả một cái nồi như này. Đấy, công tắc bật ở đây, cắm điện ở đây, có sẵn dây cho bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện đẹp như này, chất lượng như này, rẻ như này mà giá chỉ có 180.000 thôi. Đấy. Mà các bác không mua ở đây thì mua ở đâu nữa, đúng không ạ? Đẹp rẻ chất lượng như này, 180.000, cắm điện trực tiếp điện 220, mang cơm mang đồ ăn đi mình hấp đun. Đấy, hoặc nấu cơm trực tiếp thì bỏ cơm vào đấy nấu trực tiếp luôn, cũng rất là ngon. Đây, 180.000 cho một con cặp lồng điện như này. Đây, công suất của nó sẽ là 200W, điện từ 110 đến 220V, 50Hz, dung tích là 2 lít các bác nhá. Rất đầy đủ thông số kỹ thuật luôn. Đây, lên cho em là cặp lồng hấp nhá, cho cơm đồ ăn vào đây. Cặp lồng hấp giá sẽ là 100 à cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện. Xin lỗi các bác, cặp lồng điện nhá. Cặp lồng điện 180.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3 màu nhá. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đều. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Lên theo là bóng 3 màu, con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 3 màu luôn nhá. 3 màu như này, sẽ bị lỏng à. Đấy, có cho các bác là 3 màu luôn để cho các bác lựa chọn này. Lấy tranh cái đuôi khác xem nào. Có 3 màu cho các bác luôn. Đây các bác nhá, các bác lên theo là bóng 3 màu, công suất của nó sẽ là 12W nhá. 12W, siêu sáng luôn. Đó, nó sẽ có 3 màu. Sẽ có cho các bác là màu trắng này, màu vàng và màu đỏ. Đấy, màu trắng, màu vàng, màu đỏ. Sẽ có 3 màu như này. Công suất của nó là 12W. Các bác có thể sử dụng màu nào cũng được. Đấy.
màu trắng rất là sáng luôn, 12W các bác nhá. Sáng đến màn hình điện thoại nó còn không phân giải được luôn. Đó, rất sáng. Tiếp theo là màu vàng này. Đấy, màu vàng đây. Và tiếp theo nữa là màu đỏ này. Đấy, màu trắng, màu vàng này, màu vàng và màu đỏ nhá. Nó sẽ có 3 màu. Đấy. Thì có 3 màu như này. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 nhá. 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Lên mã giúp cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000, rất là rẻ thôi. Công suất là 12W, dùng nó rất là tiện. 12W nhá. Đấy, giá sẽ là 30k. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này. Bóng 3 màu giá sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi lò xo như này, em vừa bật thử cho bác xem rồi đấy. Có công tắc này, có thể ngoắt nghéo này. Đấy, tắt bật rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 35k. Lên cho em là cái đuôi lò xo nhá, đuôi lò xo 35.000 cho một chiếc đuôi lò xo như này, cũng rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem vít xanh nhá. Một bộ sẽ bao gồm cho bác là 30 đầu vít này, một tay nối dài và một tay đầu vít như này, tay vặn như này. Giá thì chỉ có 40k thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ rất là nhiều đầu vít, các bác làm thợ làm nghề sửa chữa thì nên có cái bộ này để mình làm thợ làm nghề sửa chữa, hoặc các bác thích chế cháo lạt vặt. Giá sẽ là 40k, lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh. Giá sẽ là 40k trong cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao để các bác chuyên dùng để mình thái hoa quả làm nộm này, hoặc là các bác dùng trực tiếp mình thái rau, thái các thứ cũng được. Đây. Đấy, hàng thì nó sẽ là hàng thương hiệu kiwi của Thái này, đấy, hàng kiwi của Thái Lan. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Con này các bác chuyên dùng để mình thái các cái loại rau này, hoặc là thái các cái rau củ quả đấy. Rau củ quả thì nó sẽ tạo hình sóng như này rất là đẹp luôn. Đấy. Các bác lên cho em là dao thái củ quả nhá. Lên cho em là dao lượn sóng nhá, dao lượn sóng. Đây nó sẽ là hình sóng như này thì khi các bác thái ra củ quả nó rất là đẹp luôn. Giá thì sẽ là 40.000 nhá. Đấy các bác lên cho em là dao lượn sóng này, dao lượn sóng. Dao lượn sóng nhá, giá của nó sẽ là 40k một chiếc. Đấy, 40.000 cho một con dao lượn sóng như này, hàng của thương hiệu Kiwi của Thái Lan. Đấy, vừa sắc bén và vừa dùng để mình thái rau tạo hình hoa quả này, hoặc các bác có thể thái rau trực tiếp được luôn. Đấy. Đấy, các loại rau dợ hoặc là gọt hoa quả cũng rất là ok thôi, chẳng có vấn đề gì cả nhá, cũng rất là đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k cho một con dao của Thái như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng thương hiệu Kiwi của Thái Lan nhá, rất đẹp. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái kem găng tay thức ăn nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp găng tay như này. Số lượng của nó thì từ 180 đến 100 cái nhá. 80 đến 100 chiếc. Các bác mua về mình dùng dần để mình gọi là sử dụng để chế biến thực phẩm đồ ăn này, hoặc là các bác dùng đa di năng dọn dẹp vệ sinh cũng được, đều ok hết, nó không có sạo. Các bác dùng vào cái việc gì nó phù hợp là được. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng lụa. Túi bóng lụa nhá, có độ mềm, có độ dai nhất định cho nên là các bác dùng nó rất là đã. Đấy, không lo bị rách đấy nhá. Giá thì chỉ có 25.000 cho một cái hộp găng tay như này thôi. Số lượng của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái, rất tiện luôn. Bỏ cho anh cái bình tông này. Đây các bác đeo vào nó rất là tiện này. Đấy, đeo vào nó rất là tiện luôn. Đấy. Đeo vào nó rất là tiện như này. Tay em là tay nam mà rất là to mà đeo còn vừa nhá. Nói chung ấy là con này khi mà các bác sử dụng ấy nó rất là hợp luôn. Vừa ôm. Thứ nhất là làm chế biến thực phẩm thức ăn, hoặc là dọn dẹp vệ sinh, hoặc là làm các cái công việc liên quan đến hóa chất. Đấy thì các bác cũng dùng được hết nhá. Bên em là găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bình tông nhá, bình tông của Nga, CCP của Nga đây. Con này thì nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng. Rất đẹp, rất mới cho bác luôn. Đấy. Thép không gỉ nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Ưu điểm của con này nó sẽ là nắp liền cho nên là các bác không lo bị mất nắp này. Đấy, và có gioăng giếc hết luôn, gioăng cao su. Các bác có thể dùng để mình đựng rượu, đựng bia, đựng nước ngọt. Đấy, hoặc là mang nước đi học đi làm. 2 lít. Một ngày thì uống hết cho em một bình này là ok. Hoặc là các bác nào uống nhiều hơn thì sáng một bình, chiều một bình. Một ngày uống từ 2 đến 4 lít nước mà. Đấy, thì các bác cứ sáng một bình, chiều một bình là xong. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Có quai đeo như này. Có quai bằng da như này nhá. Quai bằng da, túi bằng da như này đeo rất là đẹp. Các bác mua để đi nhậu, đi nhẹt các thứ rất là ok. Bình tông nhá. Lên theo là bình tông 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mẫu ấm pha trà nhá. Con này các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha các cái loại nước uống đều ok hết nhá. Con này thì
dung tích của nó sẽ là 1 lít tròn nhá, 1 lít tròn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương luôn, giá rất yêu thương. Đấy, bên ngoài sơn tích điện, bên trong inox 36 nhá. Đó, inox 36 rất đẹp các bác. Giữ nhiệt tốt nhá. Các bác dùng để mình pha trà, pha cà phê rồi nói chung là đa di năng được luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một con lưới lọc như này. Một con lưới lọc này rất là tiện ích nhá. Các bác cho trà, cho cà phê, cho các cái loại đồ uống vào đây mình pha là nó sẽ giúp cho các bác là lọc được luôn, nó rất là tiện ích luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu tốt rồi, chỉ có cho các bác là một con ấm pha trà như này, cái giá của nó chỉ có cho các bác là 110.000 thôi nhá, 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, 110k cho một con ấm pha trà như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm đó là ra đưa cho anh cái máy. Đấy, con máy xay khô nhá. Qua lên theo là máy xay khô. Đây nó sẽ là một con máy như này rất là tiện ích để cho các bác sử dụng khi mà mình xay cà phê, xay ngũ cốc, xay các loại hạt. 250W điện 220V, 50Hz, 120.000. Đấy, rất là nhanh lẹ cho các bác luôn. Đây, sản phẩm thực tế đây. Bây giờ em sẽ xay gạo cho các bác xem nhé. Đây, qua đây. Đấy. Đây, thì các bác cắm trực tiếp điện 220W là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Đây. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe nha. Các bác có thể xay gạo, xay tiêu, xay điều, xay cà phê này. Đấy. Đây, em xay có một tí mà nó nhỏ tăng này luôn, rất là tiện nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để xay khô thôi. Đây em đang xay gạo nhá. Gạo là một trong những cái loại hạt rất là rắn mà xay tí cái là nó đã tơi ra như này. Rất là thích luôn. Đấy, và cái nắp này của nó sẽ là nắp ăn lẫy nhá. Các bác nắp đúng lẫy này cho em thì mình nhấp nó ra này. Đấy. Giá thì chỉ có 120.000 cho mấy em máy xay khô này thôi. 120k, rẻ như cho luôn các bác nhá. Đấy, 120.000 cho em máy xay khô như này. Dùng rất là tiện ích và sướng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bật lửa đại ca nhá, bật lửa đại ca. Con này thì nó sẽ có lẫy khóa này, các bác mở cái lẫy khóa này ra cho em này. Đấy, và các bác nhấp này. Đó, và lửa nó sẽ ra ở đây. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga vào cho em nhá. Có điều chỉnh ga to nhỏ này. Đấy, về nhà các bác tự bơm ga nhá, tự bơm ga cho em, bơm ga vào đây. Đó. Thì con này các bác dùng để mình mồi này, mồi lửa này, hoặc là các bác mang đi du lịch để mình nhóm lửa các thứ, nói chung là rất là ok luôn. Đấy, giá thì sẽ là 180.000 nhá, 180k cho một con bật lửa đại ca như này. Tên trên là bật lửa đại ca, giá sẽ là 180.000. Đấy, con này về nhà các bác cũng phải tự bơm ga giúp cho em nhé, tự bơm ga và giúp cho em. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái led kim cương nhá, led. Qua lên theo là led kim cương. Con này thì nó sẽ có là một dòng là 7 màu và một dòng là led vàng. Đấy, một dòng 7 màu và một dòng led vàng. Đây nó sẽ là dòng led vàng này. Đấy, quận dài của nó từ 3 đến 40 mét. Đấy, từ 30 đến 50 mét nhá, từ 30 đến 50 mét. Đấy, em cứ nói chung chung như vậy thôi. Tại vì nó về theo lô, có lô thì 30, 40, 50 tùy theo lô nhá. Nhưng mà thấp nhất phải từ 35 đến 40 mét các bạn. Đấy. Đây. Đấy, nháy rất là đẹp luôn. Một quận này từ 35 đến 50 mét. Giá thì sẽ là 80.000 cho một quận led như này. Thì nó sẽ có hai màu, một là màu vàng nguyên như này, hai là 7 màu nhá. Đấy, hai là 7 màu. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Con này thì rất là bền bỉ luôn. Các bác có thể dùng để dán đa di năng này, dán lên các cái thùng bị thủng vỡ này, hoặc là dán lên mái tôn, mái tường trần nhà đều ok hết. Giá sẽ là 40k. Lên mã giúp cho em đó là keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k trên một quận như này. Đấy, keo 10, giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây ẩm thấp, đứng lâu đã có bằng kem ít 2000 siêu chống thấm, chống rụng. Bằng kem ít 2000 là sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại các nước châu Âu và Nhật Bản. Hiện tại, bằng kem ít 2000 đã có mặt tại Việt Nam. Bằng kem ít 2000 có thể sử dụng một cách vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần làm sạch bề mặt cần dán ở nhà bạn như là cửa sổ, trần nhà và tường. Tiếp theo bạn bóc lớp vỏ chống dính của bằng kem ra, miết thật chặt, dán thật chặt và thế là mọi vấn đề về rột và thấm nước đã được xử lý một cách nhanh chóng. Rất tiện ích luôn luôn nha. Đây là miếng dán chống thấm nước chuyên xử lý các vấn đề chống thấm nước khác nhau. Băng keo có tính năng có thể chịu nhiệt độ khác nhau từ 40 độ đến 320 độ. Phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Có thể dán vào giỏ nước, dán trà sát, 11 măng, chiếc vỏ vị nước. Nhanh may vào giỏ hàng để tham khảo nhé. Đó, giá này sẽ là 40k. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khóa chống trộm nhá. Khóa chống trộm con này thì giá chỉ có 80.000 một chiếc thôi. Rất là tiện ích luôn này các bác. Đấy, các bác chỉ cần lắp vào cho em này. Đấy, trước khi dùng thì các bác lưu ý cho em xem kỹ em làm nhá. Bình thường thì các bác dùng cái ngăn bên này nó sẽ không kêu nhá. Con này nó có thể đảo chiều được, khi đảo chiều nó sẽ kêu. Đó, đảo chiều nó sẽ kêu.
chạm nhẹ nó sẽ kêu một tiếng, chạm mạnh nó sẽ hú như này các bạn này. Đấy các bạn nhá. Đó. Đấy các bạn thấy không? Đây, bình thường nếu các bạn dùng bên này nó sẽ không kêu nhá, và đảo chiều như này nó sẽ kêu này các bạn. Đấy. Hú rất là mạnh luôn. Đấy. Thì khi các bác dùng thì khi mình không muốn, mình muốn chỉ khóa bình thường thì mình sẽ dùng như này. Còn khi nào mình muốn chống trộm thì mình đảo chiều lại cho nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con khóa chống trộm như này, giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một cái ổ khóa chống trộm như này. Cái này thì khá là tiện ích để cho các bác khi mà mình sử dụng trong công tác là phòng chống trộm cắp, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn, và cái giá thì rất hợp lý. Có cho các bác là 3 chìa rãnh như này nhá, có hẳn cho các bác 3 cái chìa rãnh như này luôn thì dùng nó rất là sướng. Đấy, các bác có thể là dùng để vừa chống trộm này, vừa là nhiều chìa thì mình phát cho mỗi người nhà mình mỗi người một chìa. Đấy, để mình dùng nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Đây cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Khóa chống trộm này, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k một chiếc nhá. 80.000 một chiếc như này. Tiếp theo bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đồng hồ này. Đấy. Đây nó sẽ là một con đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex cực kỳ là đẹp luôn. Đó, hàng của thương hiệu Rolex đây. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đồng hồ Rolex như này. Giá của nó sẽ là 300.000 nha. 300.000 và bao ship tại nhà cho bác luôn. Có cả lịch các bác này. Đấy, đồng hồ này nó sẽ là đồng hồ, nó sẽ là cái dòng đồng hồ mà chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin chứ không phải đồng hồ cơ đâu. Đó, giá thì chỉ có 300k thôi. Con này đeo thì cực kỳ là đẹp luôn các bác này. Đấy, đeo lên tay rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đó. Trang nhã lịch sự rất là đẹp, sang trọng nhá. Giá thì chỉ có 300.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex. Đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. 300k cho con đồng hồ Rolex như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con điện thoại 4 SIM nhá. Đây nó sẽ là một con điện thoại như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 4 SIM luôn. 4 SIM nhá. Đấy, con này dùng rất là tiện ích luôn. Các bác chỉ cần bật nguồn lên theo là xong này. Đấy, con này nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn pin này nữa nhá. Một cái đèn pin đằng trước này luôn. Bật nguồn lên, sau đó thì mình lắp SIM vào cho em. Lắp SIM xong thì mình lại tắt nguồn đi, khởi động lại nhá. Lắp SIM vào sau đó thì tắt nguồn đi, khởi động lại cho em. Đấy. Các bác này, rất là ngon luôn nhá. 1 2 3 4 SIM này. Lắp cho em 4 SIM mà mình sử dụng nhá. Và đây nó sẽ có sẵn cho các bác một cái đèn pin rất là sáng luôn. Cái này nó không phải là đèn LED bình thường đâu, mà nó là một cái đèn pin rọi rất là rọi luôn, rọi rất là sáng nhá. Đấy, rọi rất là sáng luôn. Đấy các bác nhá. Đó. Và con này thì rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Đấy, khi các bác không sử dụng nữa thì mình tắt nguồn đi cho em nhá. Tắt nguồn khi các bác lắp SIM vào xong thì mình tắt nguồn đi. Sẽ kèm cho các bác là một cái cáp sạc này, một cáp sạc và một cái ốp lưng luôn, một cáp sạc một ốp lưng. Giá thì sẽ là 450.000 cho một con điện thoại một con điện thoại 4 SIM như này nhá. 450k. Lên cho em là điện thoại 4 SIM nhá. Điện thoại 4 SIM. Giá sẽ là 450k nhá. 450k cho con điện thoại 4 SIM như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái điều khiển cắm trực tiếp nhá, bộ điều khiển cắm trực tiếp. Con này các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 nhà mình, sau đó thì các bác cắm quạt điện này hoặc các cái thiết bị khác qua đây, sau đó thì mình dùng cái điều khiển này từ xa đây. Đấy, mình sẽ tắt bật cho em và khoảng cách của nó sẽ là được 1 cây số nhá. Đấy, tức là điều khiển từ xa. Các bác có thể tắt bật bình nóng lạnh này, tắt bật quạt này, rồi máy bơm nước các thứ rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là điều khiển từ xa nhá. Đấy, điều khiển từ xa giá sẽ là 290.000. Đó. Điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa giá sẽ là 290k và bao ship cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con hút bụi gạo nhá. Các bác lên cho em là hút bụi gạo. Đấy, con này thì nó sẽ là đa di năng luôn. Vừa là hút bụi, vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm này. Vừa hút thảm luôn nhá, hút thường vừa hút thảm luôn. Con này thì hút rất là khỏe luôn nhá. Đấy. Con này thì nó đang hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, sạc pin vào cho em. Có sẵn đốc sạc rồi, có sẵn dây sạc các bác cắm vào củ sạc nhà mình thôi. Đó. Và nó sẽ vừa là hút bụi thường, vừa là hút thảm nhá, vừa là hút thảm, và nó sẽ có cho các bác là tia cực tím để diệt khuẩn trên thảm, trên giường nhà mình luôn. Rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là, lên mã giúp cho em là hút bụi gạo nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là hút bụi gạo nhá. Đấy, hút bụi gạo này. Đấy, hút bụi gạo. Giá sẽ là 250k. 250.000 cho con hút bụi gạo như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng hút bụi như này, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng thì mình đa di năng luôn. Bên này thì vừa hút bụi vừa là diệt khuẩn luôn nhá. Đấy, còn bên này thì là hút bụi thông thường. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là một cái cặp lồng con này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng nhá, cặp lồng. Đấy, cặp lồng hay còn gọi là cà mèng. Con này thì hàng cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đấy.
cái nắp này của nó thì có thể dùng làm bát ăn cơm luôn này. Đấy, một ngăn này, hai ngăn này và một ngăn to nhá. Con này thì có vừa là tính năng giữ nhiệt, vừa là các bác dùng để đựng canh riêu nhá. Đấy, nó sẽ có ba ngăn này, ba ngăn rất là tiện ích luôn, đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhá, và có nắp nắp làm bát được luôn. Đây, bằng inox 304 nhá, hàng rất là xịn sò con bò luôn, hàng của Hàn Quốc cực kỳ cao cấp luôn. Dung tích của nó là 1,6 lít nhá, 1,6 lít. Gọi đi, lên mã giúp chị em đó là cặp lồng nhá. Đấy, lên cho em là cặp lồng, giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000 cho con cặp lồng này, rất tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái ổ điện xanh nhá. Lên mã giúp chị em là ổ điện xanh đây. Đấy, con này thì có công tắc đóng ngắt này, dây dài khoảng trên 1 mét này, có 3 cổng USB, có đèn báo này, 6 chân cắm luôn. Đó, nói chung là con này hàng đa di năng rồi, công suất của nó là 10A 250V, giá thì chỉ có cho các bác là 55k thôi. Lên cho em là ổ xanh này, ổ xanh giá sẽ là 55k nhá, 55k cho một con ổ xanh như này, rất tiện ích luôn các bác, 55.000, rất tiện ích luôn. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái gắp nóng các bác nhá, gắp nóng. Con này thì tươi dưới kia sao, gắp nóng nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình gắp bát, gắp đũa này. Đấy, gắp bát, gắp đũa, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. À, xin lỗi các bác, là để mình lật bánh này, chiên rán cá này, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, tức là đồ nóng nhá. Đồ nóng thì các bác dùng mình gắp cái này rất là tiện. Giá sẽ là 30.000. Lên mã giúp cho em nó gắp nóng nhá. Gắp nóng, giá sẽ là 30k. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện ích. 30.000 cho cái gắp nóng như này, rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên thuốc về cho bác cái bình. À, các bác lên mã giúp cho em đó là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt, con này thì sẽ là 250.000. 250.000 cho một con bình mỏ vịt như này. Con này thì hàng này nó sẽ là hàng giữ nhiệt. À, giữ nhiệt này các bác này, giữ nhiệt 24 giờ này, dung tích của nó là 2 lít này. Lên cho em là bình mỏ vịt nhá. Giá của nó sẽ là inox 304 sáng bóng đẹp này. Đấy, hàng cực kỳ dày dẫn luôn, cầm rất là nặng và đầm tay nhá. Các bác có thể dùng để hãm chè này, pha trà, pha cà phê này. Đấy, và có nắp đậy như này các bác này, rất là tiện ích luôn. Thì các bác xoáy cái nắp này vào đây cho em. Đó, và đến cái nấc này các bác nhấp này. Đấy. Con này thì hàng inox 304 thôi nhá. Inox 304. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, Su 304 này. Đấy, hàng có thương hiệu luôn. Lên mã giúp cho em là bình mỏ vịt nhá. Bình mỏ vịt 250.000. Đấy, dung tích của nó là 2,5 lít cả vỏ nhá. 2,3 lít nhá, 2,3 lít. À, dung tích con này chắc là khoảng 2 lít thôi các bác nhá. 2 lít thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Giá thì sẽ là 250.000 nhá. 250.000. Lên cho em là bình mỏ vịt 250.000 các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hàng Tết này. Thì sẽ có cho các bác là cái táo khô của Nhật nhá. Đấy, táo khô của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một bịch táo khô như này nhá. 100.000. Đấy, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Thì các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này, hoặc là mình dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là hãm nước uống rất là ok nhá. Đấy, một bịch này là 100.000. Còn bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô nhá. Nho khô thì hàng này nó sẽ là hàng của thương hiệu Samsung đấy. Samsung của Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là một cái bịch nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một bịch nho khô như này. Đây, chất lượng nho đều đẹp, màu tự nhiên. Màu tự nhiên nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, cái màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn. Chất lượng nho khô đều đẹp, màu tự nhiên rất là đẹp. Giá sẽ là 90k cho một cái bịch nho khô như này nhá. Đấy, nho khô 90.000, còn táo khô thì sẽ là 100. Đấy, nho khô này thì nó sẽ là dòng của Hàn Quốc nhá. Đấy, tiếp theo thì cái bóng đèn 8 cánh này, bóng đèn 8 cánh này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 195.000 cho một cái con bóng đèn 8 cánh này nhá. Hàng siêu sáng luôn, 195.000 các bác này, 195.000. Công suất của nó sẽ là 200W. Con này 200W nhưng mà nó là đèn LED cho nên nó rất là sáng luôn, 195.000. Còn ngoài ra thì bên shop vẫn có cái dòng 6 cánh nhá. Đấy, à, dòng 5 cánh, 5 cánh thì giá của nó sẽ là 125.000, 125.000 cho dòng 5 cánh các bạn. Còn con này thì của nó là 8 cánh rồi. 8 cánh này thì sẽ là 195.000 nhá, 195.000. Còn đây, cái con này nó sẽ là dòng 5 cánh đây các bạn này, 5 cánh đây, rất sáng luôn. Mắt của nó là mắt LED, con này sẽ là 125.000 các bạn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy hút thổ bụi bằng điện nhé. Con này thì nó sẽ chạy bằng điện, giá thì chỉ có 260.000 thôi. Cắm điện trực tiếp, điện 220V, công suất của nó thì khoảng 700W, cực kỳ khỏe luôn. Đấy, 700W nhá, rất khỏe luôn, vừa hút vừa thổi bụi được luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi,
giá thì chỉ có 260.000 thôi, em giới thiệu qua thôi. Con này bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là một cái dòng rất là tiện ích cho các bác dùng để mình hút thổi bụi rất là ok. Đấy. Đây, đây, lắp vào nó sẽ như này nhá. Vừa hút vừa thổi bụi được luôn, 260.000. Giá rất hợp lý cho các bác luôn.